miền dùng chữ và sân chim miến sùng chơi nhé chơi su ban môn như châu tơ đo mê riêng của tò và chuyện tò tiết đấy nâng sùng chơi nhé mà món đấy sân chim miến miền đấy là miền sầm nua rồi miền ấy thế nơi chúng mình cào cào tiết như là miền đồng ấp nơi chúng mình thì mùi thì mũi để tôm chúng mùi năng lẽ cái nào sản phẩm này chẳng hỏi trong trong đồng ấp bằng tách để vẽ con tận năng chúng mình đi mùi thì mùi đại miền khả năng lý sân chỉ miền bò miền chúng ngon rồi có miền sầm nua quay để trời chạy tháng sông chơi và sông chơi trong năng của hãng nơi chúng mình đi thêm tiết năm bay ao ca nghiệp và những ai từ bàn mà chẳng hỏi sông chơi nhé sông chơi lịch chuyện với hai đồng minh chúng ta những mùi mỗi đồng minh làm ắt nơi sai hàng cào cào tiệt bạc lúc khu xong và chạy cả lại nhờ bà phê này nè đặc nôm prot tế phu cam lại nâng nhóm ọt cho bà lại nâng lúc khu ồ bà prot tế phu cam mà bà chà lúc khu phật phụ cam nâng tam phật tới phật nên đặt nom để phật phụ cam biết cứ sầm đầu từ đó chỉ cù cá miền này thà nẹt nom để quạt mình men cúc cung đặt nom đầy ăn tao mặt tao này anh tí miền này thà quạt miền ca đặt nom cúc cung chỉ biết cứ khi chuyện này đặt nom bỏ quát quạt cúc sứt quạt cúc sứt mà những cá tụ quạt lấy chun từ nẹt được tây tiết đá room ca nghe từ một chẳng mình tha ưu họ tha đôi giờ mẹ kêu thưa ca nơi khăn chẳng cả lại room dụ chân cái là rau tạ khăn chẳng mình mình thiên mẹ nụ thiên mình mà chết ấy chẳng tới rồi cùng mình trời chẳng tới và thiên có châu chết là thưa ca mỗi thứ có ở đâu ca nghe tập này ai nhỉ có đầm lê cầm na cầm ngon nó nói sức sự nghe tới anh nụ thiên là bỏ khỏi nói sức mẹ cha nụ tiền bỏ khỏi hai ca ao sức sự mẹ cho nụ tiền bà quạt nó bị miên phi bật bệt thì mỗi ao sức sự mẹ cho bà chlong quạt tầm đòn nè ca ao sức sự mẹ cho bà chlong cứ chỉ cao bậc cứ chỉ cao bậc cul nơi một nghĩa được gặp hiện cái chủng nuôi quạt tầm đòn cái hai tập tục cầm na cho nên bà rứa có như hai tha chi ca bậc cul na ca bậc cul na phần nào mỗi tiết cứ quạt tập tục cầm cứ miền này ta càng rầm lệ cầm na rồi còn lệ cái càng gì khác chun từ anh nội của thiên nó bỏ luôn đồng bây ở chui chui chúng nuôi chui thôi càng nghe chúng nuôi để xa ta càng nghe thiên nó miền tràn chẳng chạy lại thì càng nghe khác chúng nuôi là chúng bắt là chúng nuôi nó không niềm nó không niềm chỗ đồng nang không niềm chúng nuôi ở thiên này chẳng hỏi Phật Phụ Cam đi miền này chắc cứ chỉ ca chạy lại nơi cách càng nghe sẽ càng một hiếp một nghe mà chúng muốn chỉ vì sách một nghề đầm xây chẳng bạn nhắc áo cho là nội thiên bọc luôn áo cho nẹ cao bọc bọc luôn nè nè cứ đúng là ngày chẳng nghe cứ chỉ cá thu vật vụ cảnh nè cứ toàn chẳng hạn nó bị copy bị chia tập tay gì đâu không bị chia tập tay bị không bị chia tập tay bị chia tập tay miền này ta ca thua vậy mỗi toàn miền ca châu luôn pi nẹ bẹp quan đó nó không ngon gặp hiệp nè anh nó cái hai bị chia tập tay chẳng hạn ca thua vật vụ cảnh gì vật vụ cảnh kiếm đại bút tê tạo một tay đồng hồ thế cái ao bọc cua nó nát đấy cái thở tì bọc cua cảm ông đấy bảo vật thiên cái tê đã nụ thiên chẳng hạn này cũ toàn toàn không chẳng gì nữa ấy chẳng bờ về đập cái sao một cua tới biết đôi hai nè chập chia tập tái nhưng mình bắt cua nè đập về bắt cua cắm có bài chạy về cách ao thằng ốc nè đôi tập nè tại đại nó cua ập đi khóc nè bị chia tập tay vì chỉ cô cà rùm cô cà rùm long toàn được lại nắng ấy có không thể cao và chạm than đấy bà ở đây là cô ở đây bà chúng tôi ca phim trên đất non miền này ta nét đất non bài bị chia tập tay cứ chỉ nét đất non một giá tài cốt thưa cách càng nghĩ bài bị chia sụp kịp miền này đã roa ca sụp ra chất roa ca thưa sụp này chất thưa với mũi đưa có ca đã tranh nhận cam việc với mũi cứ có cho miền ca châu luôn bị nẹt bẹp còn bằng ngọ
nơi không đồng nai cá nơi cá đập non bảo quạt nè u thôi đi chica bắt nào đi chica lựa miền nơi cá với chung chia số mùa phía môn là mẹ cái cây mùi chừng tận anh ấy cứ hai thác cá và thế chỉ nè đập non bài và chia tập tài còn tái một phía nè non bài và tê sân là bảo phù cam đấy bị khó khăn liền bị khó khăn liền nè đập non nó có tiêu chất bảo phù cam ao tê để nè mùi đạt ngon đấy tê nè chứ có sức nè khá ao nè nó còn miền sức sầm nhạt đôi chung chúng ta ông mà đến dụ rôm này dụ sà la muôi tập tê ở dụ rôm muốn tuôn tụng chạy tết đại mong chẳng hướng chạy tết cứ có lúc loa này anh ấy không trong gì tập tê sệt bạn nữa á này cũ cả phương vật cũng cám của bạn nữa chà vô là được rồi à đó là chia tập tay ở tê cứ trong thua vậy muốn sửa mẹ ta thưa bong không sà la điên muối này dụ sà la hư thiên trong chạy tết tập on dụ rôm tập on kêu tập on mò chạy phía xa cái này thấy sửa mẹ ta thưa được à nắng cái hai tập bài chia tập tay này cũng toàn đấy cái này nè, cha rồi là ca sầm ra chia sầm mua phim ru mui, anh nắng cái hai chia tập tay ca sầm ra chia sầm mua phim nắng bà, chia sai được vậy, đây top nâng sầm mua còn xuống một lần thứ nhất, chừng nắng vì viên này cao ấy leadership style, viên buồn autocratic democratic, ai nâng ấy delegation, mỗi chất left let's say fair nhưng mà đang tha nắng chỉ ăn này để lực lượng không được bật điện nắng như vậy mà đại lực thầm mấy mong tiền bằng mong số mà mỗi cái đặt auto credit ấy mới tiết demo credit ấy năng ấy delegation ấy năng let's say fair let's say fair năng về chi ăn này để lực lượng không tại mình cho nắng rồi có chi ăn này xe lực lượng tập bất leadership style ba vía và hai đang ấy vía và hai chia hai chia nhóm chia image chia rút tiếp này ca đặt nhóm pro mọi người tiếp mùi chẳng hạn á và nãy trong sông bằng room đại bay đi cứ bằng room bay miền này tha cứ vẽ con tên năng ca cô ca này ca pro đặt nhóm á na vía miền này cái này và hai cái này chụp pro style thì mùi mùi bật tay vậy để trong trong thì vậy nếu cứ cô ca rồi mình lại cái khó khăn tình automatic style nó về ăn miên là không cô ca bây giờ này đặt nón ấy thở chạy lên ấy nè nó ăn đặt cảm việc qua nó về thì cái này đặt nón cứ automatic thở tay còn khai gì đặt nón mà nhớ nhớ nó về mạnh vậy cô ở đây đây chứ nhá tái là riêng delegate nó cứ thở rồi mạnh bằng vậy là nó chia leadership style nó chỉ delegate miền này ta nên là nón còn chịu chất thôi delegate nữa miền này ta nên là nón khác còn ở chịu chất cao học ca nghi mà tầm này ai nghi rồi ca sầm nghe thu tầm này ai nghi có chịu chất nghe này ca na sầm nghe cao học ca nghi tầm này ai sầm nghe tầm này ai chặt chay tầm này ai à nâng cái hai ta chia bởi dương vậy sầm anh ta chia cả đất nón mùi vật phết đấy group phết chụp lại cài group phết chụp lại cài chẳng à nâng chia group phết mùi để sống khán hay nè nó nói khác ở cao ca nghĩ đấy có tầm lẽ ao bài về chi số mùa phim chi số mùa phim miền này thà có thừa vậy muốn có sự nghệ vậy muốn cứ ăn ở phim chẳng muốn có đằng hãy châu luôn chấm này để không cả sự nghệ nè muốn tiếp cái delegation nước miền này thà có tê ao này nam mà nè chứ cái ca nó chuẩn mùa quạt đó mà chăm cho như bò mùa quạt đi nè mà cho như bò mùa quạt đấy thì ai sự nghệ từ này ai sự nghệ chưa ca nghĩ đến từ để lại riêng là giá phê đó anh đang gọi là cách ca để cái ao tam giá ca của cô việc cách ao ta anh đang cứ vì thật là không là không mà delegate đang anh nên delegate đang hai nhé chống bong sum all chống bong toàn ít lại nắng ba ở quận trần ba nắng ai một kia mà tới bóng chưa thôi kia lực đang lực rú kia đặt đai cho on thông kia ba bong không đi xảy ra đuôi thế miên lực rú miên là nhom miên chơi chơi mất chơi mất và trong châu rôm kháng môn tích lực rú ở của khai nhom cơ thể bong sầm ót còn làm cả tôn cần năng phổ quan này cả đặt nhóm hay năng tập hết này đặt nhóm lực rú ba toàn lực rú lơ kháng lơ môn nó cứ tập hết này đặt nhóm tên mình chỉ phổ quan này cả đặt nhóm tên ba lực lượng tại tôn năng lẹ ngã sầm bát ở bờ này đang nhóm nhưng khơi chỉ nói mỗi miền đã tập hiệp smart tròn lực lượng xong chưa bị chạm tích hiệp smart tròn năng sầm ram đã đặt nhóm năng quạt
គាត់សំដៅទៅលើអីវិញលោកគ្រូភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងចាំតិចបងសុំអោចាំតិចអើបងណាមិញចាំតិចខ្ញុំមានការដឹកមកជូនថ្ងៃ14ហ្នឹងណា NID ហ្នឹងហើយតាមរដ្ឋត្រីក៏លេខហ្នឹងគាត់ទៅយើងជំនួសហើយជំនឿគំថាលេបាទយើងដាក់លិខិតអញ្ជើញគាត់ទៅដែរជួយដាក់ទាំងអស់ទៅមានអីគាត់ជូនជាឯកសារទៅគាត់ដែរនៅថ្ងៃ6ថ្ងៃ15អញ្ចឹងដែរបាទយើងគំថានេះដាក់បោះជូនងុយដែរងុយបាទហ្នឹងហើយអីអីអត់ទេយូរហើយអត់ទេថ្ងៃ15គឺអត់ដាក់បោះលំទឿនគំថានេះចូលទេដោយសារអីដោយសារថ្ងៃ15ហ្នឹងមានលោកយើងកំថានេះទៀតចំនួនរយយូរមកហើយចិត្តដកដកចេញបងណាណាណាដល់ឡៃថ្ងៃអាដាមរងត្រីដាក់ទៅ2ទៅដោយសារគាត់ចំនួនហ្នឹងហើយហោះបាត់បង់ប្លុកបងខ្ញុំតែរវល់តែចូលមកទៅខ្ញុំស្រេចណាបងទៀតណាសុំម្ដងទៀតណាសុំម្ដងទៀតបាទបាទសុំជួយបាទបាទលោកគ្រូតកតងទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងមានចំណុចមួយដែលថាភាពស្មោះត្រង់ណាលោកគ្រូបាទបាទបាទថាភាពស្មោះត្រង់នេះសម្រាប់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើស្មោះត្រង់ទៅលើយ៉ាងម៉េចវិញលោកគ្រូបាទបើលើម៉េចវិញភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងឯងបាទបាទលោកគ្រូបាទបាទបាទឥឡូវទៅមួយសិនទៅចាំបន្តិចឥឡូវបងសួរមកវិញសួរមកទៅលើកឡើងមកមានអីទេបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជួយជួយជួយបាទគ្រូតតងជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំបែបដេលីហ្គេតហ្នឹងគឺដែលតតងជំនួសមកលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថានឹងទេសិតមួយដាច់ជូនទៅអនុប្រធានលើកិច្ចការណាមួយចឹងឧទាហរណ៍ករណីយើងប្រកបជួយកុលសិទ្ធជូនគាត់ហើយការអនុវត្តរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងតើជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងជាប្រធានដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូត្រឹមត្រូវហើយត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវមុនគេគឺអ្នកធ្វើហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើនឹងទទួលខុសត្រូវគឺយើងជាប្រធានអង្គភាពនេះក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ឥឡូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំគាត់អត់បាននៅគាត់មានបេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសហើយក៏បង្គោលពីកិច្ចជួនរដ្ឋលេខាធិការណាមួយដឹកនាំក្រសួងជំនួសក្នុងពេលដែលគាត់ដឹកនាំជំនួសនោះមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងសម្ដេចក៏សួរហៅពីណាមុនដោះសម្ដេចក៏សួរហៅពីណាមុនធានអង្គភាពគាត់មិនសួររដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីទូត្រូវគាត់មិនទៅសួរគាត់មិនទៅសួររដ្ឋលេខាធិការណាក៏សួររដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានអង្គភាពនឹងទីតាបានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានពេលខ្លះការផ្ទេសិតឬក៏ការធ្វើបទភូកម្មមិនមែនរួចខ្លួននេះណាមិនមែនរួចខ្លួននេះគឺការធ្វើបទភូកម្មនេះគ្រាន់ឲ្យគេជួយកិច្ចការងារយើងទេបើមិនមែនទេការទូត្រូវគឺតែយើងដែរយើងជាប្រធានអង្គភាពមិនអញ្ចឹងត្រូវទេលោកលោកសឿបីសឿបាទគ្រូបាទបាទឥឡូវឆ្លើយតបទៅបងបងណាមិញសួរបងគីឯងសួរខ្ញុំឯងភាសាត្រង់អញ្ចឹងឯងបាទបាទលោកគ្រូបាទបាទឥឡូវភាសាត្រង់បាទលោកគ្រូបាទគឺយើងសំដៅលើអីក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគោលការណ៍ទស្សនវិទ្យាធរនៅក្នុងគោលការណ៍ទស្សនវិទ្យាធរឬក៏ទស្សនវិទ្យាធរគឺគេបានកំណត់ថាជាគេថាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានទស្សនវិទ្យាធរដែលក្នុងនោះនិយាយអំពីការស្មោះត្រង់ការស្មោះត្រង់ការស្មោះត្រង់នៅត្រង់នេះដែលជាលក្ខណៈសម្បត្តិថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែមានទស្សនវិទ្យាធរឬក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិស្មោះត្រង់ត្រង់នេះមានន័យថាម៉េចទី1ខ្លួនឯងត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះទូនីតិខ្លួនឯងនឹងហ្មងនឹងអ្នកនៅក្រោមអាវាតរបស់យើងណាហើយបើយើងធ្វើការនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈហើយបើយើងអត់ស្មោះត្រង់ក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបីកើតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់ចំពោះទូនីតិរបស់យើងឧបមាថាស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិចំពោះសាសនាចំពោះព្រះមហាក្សត្រឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការសាសនាយើងដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់ថាប្រពុតសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋចុះបើសិនជាគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីគាត់លើកតម្កើងអ៊ីស្លាមសាសនាឬក៏កាតូលិកឬក៏គាត់លើកតម្កើងសាសនាអ៊ីសេអញ្ចឹងគាត់អត់ស្មោះត្រង់នឹងសាសនារបស់យើងផងណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអើបើយើងរស់នៅជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដែនដីនៃកម្ពុជាយើងអត់គោរពមកមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងចំពោះនឹងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងផងគឺថារួចទេ
trong ban cả lại nít cái thang bởi dương thôi ca nơi không ăn một việc muối dương can tu nịt ấy dương thở sông trăng tu nịt bỏ dương tại dưới tại cứ ấy dương miên phiên sông trăng là ca nghe bỏ dương thái nhân miên sông trăng từ nâng nhẹ khẩu một cọp bỏ dương tiền nấy anh nâng tim muối bằng kia toàn đấy chẳng tu nịt luôn ấy nó sủng khán là cái dương sông trăng tim biết dương sông trăng chụp phúc ca nghe bỏ dương móc chọt mình lấy mình lòng anh nâng ạ mình lấy mình lòng mày nè chẳng cần ai dừng lên long ai click luôn thừa dưỡng bật bằng là phim chỉ đẹp được ngon nè chẳng một kia toàn lại nâng ấy ba bạn được rồi ba bị họ dưỡng small trăng ai tiệt dưỡng tới small trăng chồng cúp phí sầm đây là bỏ dương phí sầm đây bỏ dương dương chỉ biết được nó vậy men vậy cháo ấy dương chỉ đẹp nó đây lưng con trai vậy trong mi vậy bật ót không mi vậy small trăng ót không mi lưu cái lưu đại lưu chẳng ấy lọp lưu đại là cơ đồ là cơ đồ à hay cái này chưa có cái này chưa có họ căn để trả ơn chủng nưa căn thôi chọc chủng nưa lưu chuyện lưu dân căn thôi chọc mà chứ bọn cái này nếu mình đôi chìa thọp đôi trang và tê khá là cơ đồ là ủ thọ trong mỏ ủ thọ đi sầm đá chứ là lô prau dự sát đi fit nằm bay thơ sầm áo rồi cam mai của hôm nắng lô club sát nhà chùm muôi yên sri chùm muôi kêu sầm phong chùm muôi nôn chi ấy cứ dường rụp rụm nghĩa nè phần tài cai móc quạt cổ ba nằm cắt tô chắc là nắng cứ chỉ chia mật phiên mình smart trăng rồi viên quát năng make mai của home phần mạng năng tê chẳng có phần tái anh ấy chia làm bay bị giàu chia tê và đây riêng trong lượng giỏi lại phía smart trăng năng mau chẳng có được mình mệt tê riêng về học kia bong riêng cả nó bắt chết tai bị thòng đá bị tai đầm miến trầm trớ rồi về đói rồi mà trầm trớ lại khá hướng khá cả cắt tố mình được năng mai của home mệt chia chăm tê របស់រដ្ឋាភិបាលតំណែងឯងទេណាពីមានកត្តាច្រើនទៀតអញ្ចឹងបើសិនតែរដ្ឋាភិបាលទុកស្កាត់ថាកុំឲ្យកាត់ទោសមានដល់ផ្នែកក្រហមចុះបញ្ជាប្រាប់យល់ព្រមទេណាជារដ្ឋយល់ព្រមទេអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានឹងយល់ព្រមទេហើយសើសម្ដេចត្រូវសេចក្ដីចាំបាច់កាត់ទោសទេខ្ញុំសន្យាជាមួយហើយទេ អានឹងការរបស់ជាស្នៃវិមានអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងហើយរឿងនេះគឺធម្មតាទេយើងមិនអាចមានជាការធម្មតាអ្នកដឹកនាំចឹងហើយហើយបើអ្នកដឹកនាំគេថាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែស្មោះត្រង់ណាត់ដាប់ណាត់ប្រងដោយមិនគោរពឆន្ទៈរបស់រាសអានឹងវាត្រូវទេអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លែងនឹងខ្ញុំចង់និយាយថា ការស្មោះត្រង់ចំពោះសម្ដីខ្លួនឯងនឹងជារឿងមួយកាលណាយើងកាន់តែខកកាន់តែគេអស់នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយមានតែនាំបុរុជគ្នាដែរសន្យាខ្យល់សន្យាចោលកើតទេហ្នឹងហើយដោយបងវាសាសអញ្ចឹងថាត្រូវតែស្មោះត្រង់ចំពោះបុគ្គលណានិយាយពិតនិយាយត្រង់មិនបោកមិនឆោបោកមិនកេងប្រវ័ញ្ចអានឹងក៏យើងហៅថាជាការស្មោះត្រង់ដែរណានិរន្តរភាពត្រូវតែស្មោះត្រង់នឹងស្រីល្អ ແນ່ໄພຕະສະໝໍຕ້ອງໃສ່ລໍງຽນໃນຈັ່ງໃດມີໃນການຖືກິດການງານຂອງເຈິງມັນຊິສະຫນົກມັນສູ້ປັນມັນຍຸ້ງຍຸ້ງແມ່ນມັນປະກາດឲ្យມີໃນກະຫາວ່າພິບອະຍຸດທິທໍໃນក្នុងນັ້ນຄໍຄົນລົງນັ້ນອັນຈັ່ງອັນນັ້ນຄືພິບສະໝໍຕ້ອງທີ່ສະໄດເລີຍນັ້ນປານນາຊີຄືສະໄດຫຍັງຈັ່ງປານນາການຂອງເຈສະໄດຢູ່ມັນອາດບານ 100% ទេគេមានដំណងមួយមួយមានដំណងមួយមិនអាចយកអានឹងទៅដាក់បិទលើថ្ងាសឬក៏បិទលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងធ្វើការថាខ្ញុំត្រូវប្រកាន់អញ្ចឹងប្រកាន់អញ្ចឹងប្រកាន់អញ្ចឹងឯងមែនមែនភ្លេចខ្លួនអស់ហើយវាទៅធ្វើមែនតើវាណាទៅកាន់ប្រកាន់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែភាពគេជិះត្រឹមស្ដីគឺអញ្ចឹងនេះត្រឹមស្ដីគឺអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការរបស់ជាស្ដែងគឺទៅតាមទៀតហ្នឹងហើយ ແລະອັງກະພິບນາກໍໄດ້ອັງກະພິບໄດ້ໂດຍຕັກນີ້ນະສະໝໍຕ້ອງຕື້ສະໝໍຕ້ອງມັນເບີມີສະໝໍຕ້ອງອັນຈັ່ງຕັ້ງອອກຕັກນີ້ມີໃນຖ້າ
វាអត់មានតោះគ្នាវាមានកូនចៅវាអត់មានតោះគ្នាវាប្រធាននិងអនុប្រធាននេះមែនមែននៅពេលដែលពេលដែលយើងជាអនុប្រធានយើងឃើញប្រធានធ្វើខុសប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឡើងធ្វើប្រធានវិញទៅអញ្ចឹងដែរគឺគាត់អញ្ចឹងអនុប្រធានដតីទៀតចាប់ដាក់ពីគុណយើងមកតាន់ឯងគេអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ការស្មោះត្រង់គឺអញ្ចឹងបាទបាទលោកគ្រូបាទយល់លោកគ្រូបាទបាទមានអីទៀតទេបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំលើកឡើងប៉ុណ្្នឹងមិនដឹងថាត្រូវឬខុសទេសូមអញ្ជើញអាឡូសូមគោរពលោកគ្រូជើងជើងជើងបងជើងលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួររបៀបដឹកនាំនៅក្នុងហើយខ្ញុំដូចកុមារបងមេអក្រាខ្ញុំនិយាយអាម៉ាត់ទៀតបាទអញ្ជើញលោកគ្រូប្រាប់ទៅបងគាភាពស្មោះត្រង់ត្រង់នេះបើយើងនិយាយសាមញ្ញថា trend sovereignty តម្លាភាពណាភាពថ្លាដូចកញ្ចក់ធ្វើឲ្យក្រោយកុំលាក់លៀមអាហ្នឹងគឺស្មោះត្រង់ហើយណាបងគាបាទបាទលោកគ្រូបាទណាតម្លាភាពឡាំទាំងលុយទាំងកាក់ហ្នឹងទាំងឲ្យតែស្មោះត្រង់ទៅវាបានហើយអាហ្នឹងអរភាពមួយគេសុបាយចិត្តហើយហ្នឹងហើយតោះសូមអញ្ជើញបងមករាបងមករាសូមអញ្ជើញបងបងមករាបាត់តណាសូមអញ្ជើញលោកមករាបាទបាទអឺតេតងនឹងមិញតេតងតឡាការនឹងខ្ញុំតាមដែលសង្កេតមើលគឺជាយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងវាជាតម្រូវការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងចំណោះឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវគោរពតាមទៅអង្គការនោះបើមិនជាយើងមិនគ្រប់ទេវាអត់អាចបានអញ្ចឹងបើមិនជាអាចជិះបានក៏នោះគឺយើងមានធ្វើដោយស្រួលហើយអញ្ចឹងហើយបានធ្វើការសម្របសម្រួលតាមមានតឡាការនឹងជាតឡាការអត់ហុកដែលមានតែជាងទៅក្រមកម្ពុជានិងទៅក្រមអន្តរជាតិបាទបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើដូចជាពាក្យដែលលោកឡើងមិញថាយើងថាឲ្យតែខ្វះភាពស្មោះត្រង់តាមពិតវាមិនមែនជាខ្វះភាពស្មោះត្រង់ទេគឺយើងសម្របសម្រួលការងារទៅតាមសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីបានផលប្រយោជន៍រួមបាទបាទសូមអរគុណបាទហ្នឹងហើយត្រូវទៅហើយបាទត្រូវទៅហើយព្រោះអាហ្នឹងមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងទេជាឆន្ទៈរាជទាំងមូលបាទជាឆន្ទៈរបស់ពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ ICC គឺជាតឡាការដែលគេបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហជីវជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតកតងបទឧក្រិដ្ឋកម្មតឡាយឧស្សាហ៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិហ្នឹងហើយនៅពេលដែលវាចប់យន្តការហ្នឹងអាហ្នឹងវាទៅចប់ដែរតឡាការ ICC គឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សនឹងវគ្គនំមនុស្ស ICJ វាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសវាយុទ្ធធម៌របស់ប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងមានអីទៀតទេអស់ហើយមានអីទៀតទេសូមអញ្ជើញចឹងមានសំណួរអីទៀតអស់ហើយលោកគ្រូមានអីទៀតទេគ្រូបាទបាទអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរទៀតទៅនឹងរបៀបនៃការដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការផ្សេងៗតែខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបរវាងរដ្ឋវិញទីហោថាដូចផ្នែកតុលាការពីច្រើនគេលើកប្រើរបៀបដឹកនាំមួយណាជាសេរីឬរបៀបជាកុម្មុយនីសលោកគ្រូមួយទៀតពួកអីខ្ញុំមើលទៅរបៀបជាការបង្កប់ពជាដូចជាច្រើនជាងហើយនឹងរបៀបដឹកនាំនៅក្នុងក្រសួងដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុលោកគ្រូពីច្រើនគាត់ប្រើទម្រង់មួយណាច្រើនអរគុណលោកគ្រូអស់សំណួរចង់សួរខ្ញុំទម្រង់ទាំង3គឺទម្រង់ផ្ដាច់ការទម្រង់វិជាតបតៃហើយទម្រង់ delegation ណាឬក៏ទម្រង់អីចង់សួរតែប៉ុណ្ណេះបានលោកគ្រូបានចង់សួរថានៅក្នុងស្ថាប័នគាត់ប្រើទម្រង់របៀបអញ្ចឹងដែរឬក៏អត់ទេឬក៏សម្រាប់ទៅក្នុងប្រទេសតែម្ដង
vậy tới ca đặt nam cung cường việc bắt bay từ tam cả lại xã vì mình ai giờ từ vùng nam mới là không cho nó vùng bay được mà này còn là tha tham ăn pi khóc đi mỗi tham ăn gì vẫn mỗi tham ăn còm lăng tham ăn còm lăng ba mình pra vị thiên ca vị chia đặt nam vị chia tối mạch cầm lăng không thể sẽ đạp cả nè chấm cái xuông hàm tây cái đây xuông cam vị chia cái đây nư tờ la ca cái đấy cứ thắc cái chuyện này ăn vót nơi cái hai ta tuân tin biệt cái chi mình tray được cô bà giờ thoát có chi mình tray đá à cái hai ta chi mình tray ăn vót chấp bắp mình tray ăn vót chấp bắp chẳng tray ăn vót chấp bắp đi khóc phi mình tray đá có chuyện này tự mình túc nó không qua châu ruộng chồng này trong ca phật bát này chẳng nơi tờ la ca khóc phi nơi gì vậy hay tờ la ca khóc phi vô thiệt đấy mà đôi khi thì chúng bà dương vậy ta cho ca đắc nông cục rong giống ấy tạm bất ca đắc nông cục rong miên chạy tha cái xuông hạp tây cứ chia rừng cổ tà cá căn độc và phiên chỉ nét đắc nông đạch cá nhưng vậy là bàn này hãy thằng thà cái xuông ca bị cái xuông sẽ cái đánh thuốc chia nét đắc nông bạc bị tập tay vậy chẳng là bàn này vì ở sai từ lưỡi ca đắc nông cục rong hãy khi adjust tay nam vui tập hợp vậy đầm bay đắc nông thoáng lui chẳng bàn này, à đấy, cứ miên cả bọt bài. Còn là trong trường nghiệp tha, rút phép thì cả đặt nón, nơi còn lắng việc đôi xì vớt này. Nè, ai nơi tà lá cá có việc đôi xì vớt, còn tôi còn lắng lại, cái khóc nghĩa bày được. Nè, nơi tà lá cá, cứ chỉ mình thấy đá cắn chấp hợp. Nếu mình thấy đá cắn chấp hợp, miền này ta, nè anh ta thưa khóc, cứ kỳ thở ta tam tá nâng kết, làm mấy tạ toán toàn cam mình này. Thế nế, nè, hay tam mơ vì nè, cứ tam mơ, mình thấy được cổ bá, từ ta mới mình thấy cái xung sự kiện cho nặng ai chân bị tiểu chi rồi có bẹ bài bọt bọc kế từ rương xây người tiệt nặng ai rương xây người tiệt đây lái nơi xung mà hấp thấy cứ cái cầm lắng chân cầm lắng thòm ra thế là biết thừa cá cầm lắng cứ cái đắc non mình chịu tỏ và cái đắc non mình chịu tỏ ập miền là phở bịch ở tập hơi nè nè cái pra vốn ủa hỏi chấm chẳng biết người ta đặt nón cung cung bọc cái chiều sách cứ còn làm bà bột miền này thật hà kẻ sông cao là cậu bà chết cứ cái làm việc đặt nón cái xe chẳng ai hay xong bây giờ kẻ sông cao cậu bà chết nâng ra tòa dùng hà tây không khó khăn gì đấy xì vớt xe thang nhà thâu ra tòa đi khai khác trong một khác cứ chia style bài bà chia democratic mình này là chia style bài bà chia tập tài chia tập tài nè hay cái xuống xe anh cho có đôi khi này giờ làm nón tam được này ta xuống nãy có đôi cái xuống này tại cái mình chạy thao này thở vô style bài phật tử cam thở vô style bài chia tập tay thở vô style bài communism có bài ca nó ăn vô từ mũi mũi tạch một tay nè là bị cuộc đồng chân á chân bằng kia chân toàn lại như thế bóng ba là cứ ba toàn cứ bà sống chơi mà nghe tiền đấy mặt miền đấy bà khiêm sông và to từ slide mười tiền và sân giả miền tế ok bà này bà ấy lớn giờ mới ở phía tuần ti là bao nẹt đặc nón ta nẹt đặc nón miền tuần ti ở vậy là trong lớp lan tại buôn chuẩn đặc nón vậy thì phía tuần ti phía tuần ti chắc nẹt đặc nón miền tu này tuy sầm khăn chẳng muốn buồn anh ấy còn là chia ở vay để xem lượt là anh thế bằng 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 vừa khởi tháo miền tu này tuy chờ như anh tiếp ok và anh nắng trong cơ rụp tàng nhưng ai có hiện tàng còn đấy bà đấy nhưng lượt là còn nắng chia tôi tới tu nịt ti được bao nhiêu đặc nón miền tu nịt ti sống khăn tìm mũi cứ cầm móc tự tại chẳng nhẹ đặc nón
គឺជាអ្នក policy គឺជាអ្នក strategy មិនជាអ្នក implementer ទេគាត់ជាអ្នក policy maker ណាគាត់ជាអ្នក policy maker ឬក៏អ្នក decision អ្នកសម្រេចអញ្ចឹងហើយអ្នកដឹកនាំត្រូវបានកំណត់ថាគាត់ត្រូវតែដាក់ចេញនៅទីដាច់ជាចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងរយៈពេលមធ្យមរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងការកំណត់ទិសដៅហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទការកំណត់ទិសដៅមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយអង្គភាពមួយមួយស្ថាប័នមួយមួយគឺតែងតែមានចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនសម្លឹងមើលសម្លឹងមើលវែងឆ្ងាយហើយចក្ខុវិស័យនេះគឺយើងមានទម្លាប់មួយបើសិនជាគោលការណ៍បែបបដិការគេថា my vision ឬក៏ជាគោលការណ៍បែប ឯកតោភាគីឬក៏ឯកតយុត្តមានន័យថា my vision អញ្ចឹងយើងដូរពី my vision ទៅជា v vision ឬក៏ our vision មានន័យថាដូរពី i ទៅ v ណាមានន័យថាអ្នកអនុវត្តគោលការណ៍បែបវិជ្ជាតតៃថាចក្ខុវិស័យរបស់យើងមិនមែនជាចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំទេអាហ្នឹងការកំណត់ទិសដៅនឹងបែបហ្នឹងគឺចឹងអញ្ចឹងបងតាន់នេះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅអង្គភាពមួយបើសិនជាចង់ឲ្យអង្គភាពនឹងរីកចម្រើនហើយមាន demography មានន័យថាបែបវិជ្ជាតតៃត្រូវតែហៅគ្នាមកជួបជុំគ្នាដើម្បីដាក់ចេញនៅទិសដៅរួមគ្នាហើយមានដែរឃើញគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់អង្គភាពគ្រប់វិស័យឯកជនវិស័យរដ្ឋដែរគេឃើញគេធ្វើប្រជុំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបចុងឆ្នាំនេះឬគេធ្វើសន្និបាតនេះដែរលើហ៎ដែរឃើញហ៎ក្លបវិញហ៎អាហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីកំណត់ទិសដៅរួមគ្នាទៅអនាគតទៅមុខទៀតត្រូវធ្វើអីបូកសរុបវាតម្លៃអ្វីដែរវាមានហើយនឹងទិសដៅអនាគតទៅមុខទៀតគឺអីអញ្ចឹងការកំណត់ទិសដៅសំខាន់នឹងវាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវទៅប្រមូលដុំគ្នាយើងត្រូវតែរួមគ្នាពួតដៃគ្នាដើម្បីកំណត់នៅទិសដៅអញ្ចឹងយើងជាអ្នកដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយអ្នកដឹកនាំជាអ្នកដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយជា policy maker ជាអ្នកសម្ដែងគោលនយោបាយជា strategy thinking ជាអ្នកគិតបែបយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដាក់ចេញនៅទិសដៅ1 2 3 4 5ណាដាក់ឲ្យទៅនរណាធ្វើដាក់ឲ្យតំណាធ្វើដាក់តាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់យើងដែលជាគោលដៅដែលត្រូវអនុវត្តនឹងឯងតួនខ្ញុំចង់និយាយចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំណត់ទិសដៅនេះតួននេះបាទតួននេះតួនគូតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការកំណត់ទិសដៅនេះសំខាន់ណាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តយើងត្រូវកំណត់វត្ថុបំណងយើងត្រូវប្រមូលព័ត៌មានយើងត្រូវតែអនុវត្តជំរឿនប្រមូលព័ត៌មានមាននានាដើម្បីបង្កើតទិសដៅឲ្យចេញនៅទិសដៅរួមមួយទិសដៅរួមមួយអញ្ចឹងស្ថាប័នណាដែលគ្មានទិសដៅស្ថាប័ននោះមិនអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទាមទារឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវតែមានចក្ខុវិស័យឬក៏ត្រូវតែមានទិសដៅរបស់ខ្លួនទិសដៅរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការរៀបចំចក្ខុវិស័យគឺសំខាន់ណាស់ការរៀបចំចក្ខុវិស័យគឺសំខាន់ណាស់ហើយបើសិនជាយើងអត់កំណត់ចក្ខុវិស័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទេវានឹងអាចឈានដល់ដំណាក់កាលមួយថាយើងអត់អាចប៉ាន់ស្មានផែនការរបស់យើងបានហ្នឹងហើយនេះគឺជាទូនាទីរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីយើងកំណត់ចក្ខុវិស័យឬកំណត់ទិសដៅរបស់យើងហើយចឹងចក្ខុវិស័យអាចមានរយៈពេលវែងមធ្យមនិងខ្លីអញ្ចឹងទិសដៅរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដូចចក្ខុវិស័យយ៉ាងដែរណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់វាបានហើយយើងអាចធ្វើ orientation ទៅដល់មនុស្សដែលត្រូវអនុវត្តនៅទិសដៅនៃចក្ខុវិស័យដែលយើងកំណត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការធ្វើ orientation នេះសំខាន់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការណែនាំតម្រង់ទិសពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំឬក៏ពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំដើម្បីខ្លួនអាច implementer ខ្លួនជាអ្នកអនុវត្តខ្លួនអាចអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលចង់បាន
đối với này dự chia tuần tí 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 miền này ta dương thật tầm rong tự quả nó tầm rong tự quả nào quả nắng đá tổ hộ phơi lỏ ở quả ăn vọt đấy trong cụ đài trong biển cách đấy đại dương trong bản phòng đà tí nẹ đặt nón thở tại lịch thở tại thở tập đang cầm nịch đang cầm nịch creativity được gọi như hai thái original đang cầm nịch thì tập đang cầm nịch ở quả đang cầm nịch ở quả hai dương vật đó nơi tập lọp lọ mà lọp lọ đó thì cũng chết bạc quả inspire trust bạc quả chẳng nên cứ chỉ ca tập đó thứ hai ca tập đó thứ nấy cứ miên cầm nón pe vì đi cho bạc lót miên cầm nón và thụ nón cho bạc lót là dương trong sự nghiệp bạn làm bây ở kia nó kia phơi ở trong tận năng ở quái đáy đây là dương trong bạn năng này tốt bây dương cầm nón tư thế mình đút phơi đút phơi hay dương bằng rừng hôm nay có thể hành thiệt bằng rừng hôm nay đọc của quát ở quát ác miên sức sự nghiệp a cắt luôn này a cắt luôn này mắn trăm mắt xua dương a chẳng nghe chứ thả lời thư ban đấy mẹ chẳng miên thư ban đấy mẹ nó chạy thì bao nhiêu thư ban đấy bởi vì hôm nay có thằng có cho bác loa luôn này môn còn huynh mọi dưỡng sự nghe hay là motivate còn đâu à sao lực chất còn à sao lực chất còn bà ca lực chất còn chẳng tích tiết từng miếng này đúng của môn này ca lực chất miếng tiền ca lực chất là mạnh rừng nát là mạnh hay bằng rừng nát cho nó bằng rừng nát cứ chỉ bọn sao chết đấy dương bằng rừng nát không niêm dương bằng côn phi kệ hỡi dương công tu luôn loạn kia đấy công từ che đăng thử bây giờ cô lại kia hai dương từ từ lục phía cạnh kia từ đại thì đại lắm bạch cô lại kia được bạch cô phía kia đấy của dương từ từ đại ông dùng kia đại lắm nâng chấn á ai lực nghiên cao lực tự chật hai lục phía nay cái đó của dương ai lực tự chật bàn này nè chơi lục sinh song hiến khấu xong cho phần chẳng nói được khấu kịch đời sãi tê khá hiên phư prop khu căng càng nghiêng đó tầng tái càng nghiêng mà chẳng nuôn nhưng phần nơi cái hai thật monitoring and evaluation mà chẳng nuôn tại chẳng nói được khấu chẳng là rương monitoring ấy rương phô lãm ấy nên chẳng rương lúc đầy nên nóng càng nghiêng bạc quật thì cứ dịch tu hình tì bỏ dưỡng nóng cá trụt về nất tam đan nóng bay phư ao dư miên bọt nạp tiếp được khấu cùng một nóng càng nghiêng bạc dưỡng ở cùng luật song hiến tam bất ở vai đề dương giấy MP monitoring and evaluate đi cứ cái ảnh giấy về hướng bằng rừng nạt những đề trong vai trong trong giấy ní hai gì vô cùng đất trong toàn ní tịch vai đẹp trong trong giấy bị ta lục đáy miền này thằng ấy giờ toàn bảo pe monitoring and evaluate monitoring and evaluate lúc trang thì là tập post mệt mao rồi còn là tập post chết đang sống lại dương tập phơi evaluate pre-evaluate được có pre-monitoring rồi có dương tờ bình nhất khỏi phía Đà Lạt họ tập tụ bán chụp chế chứ monitoring mẹn dương chết tên đi nè monitoring mẹn dương chết tên dương tờ mơ kê là hô ban sẽ chết đi monitoring cứ kê monitoring từ lỡ ấy monitoring and evaluation từ lỡ result based từ lỡ result based output outcome né mẹn kê của phong hợp với ai ta monitoring kê à nâng nâng hơi vừa ơi mà đúng nó lên trong phương bình tế đấy chứng monitoring and evaluate nó kịp phương bay cycle môn tầm nà ca môn tầm nà ca nó kìa mẹn hay monitoring ấy kìa coaching coaching rồi có mentoring mentoring dù bị coaching mentoring ấy coaching mentoring ấy cứ bị thất đó tầm nà ca một tầm nà chẳng hỏi kịp phương tỏ mọi dân coaching kìa kịp phương cái miền bánh hệ ấy dân bao advisor kìa dân coaching kìa dương mentoring kì men dương evaluate rồi có monitoring tì monitoring kì cõi pê đấy kì phư kì ăn vọt nế chẳng ở vậy đây chỉ cao bằng rừng nãy nhưng trong gì chẳng á nè phân biệt là dương ao kế sẽ là dương từ từ phư monitoring kì dương từ phư evaluate kì là kì phư một cao kì phư một lo nế à nắng kì phung đẹp phứ trong lại cả implementing á dương ăn ai địa bàn này chẳng á chẳng là vậy nhưng chồng gì chẳng cứ vừa được làm như toàn nên hay motivate này lực chất nhất cứ là nó coaching and mentoring này đấy lúc xong hiến toàn trong chồng gì ấy toàn và này
អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់ mentoring និង coaching សំខាន់ដូចអ្នកចម្រៀងអញ្ចឹងណាគ្នាកំពុងតែច្រៀងហួយទៅយើងធ្វើ coaching coaching ណា mentoring គាត់ណាមិនជា evaluate គាត់ទេហ្នឹងហើយជួយមើលគាត់អញ្ចឹងមានទេមានអ្នកណាមានសំណួរទៀតទេគ្រូសុំទៅរួមសំណួរបន្តិចលោកគ្រូជិះព្រោះតកតូននឹងទូនាទីដែលអ្នកដឹកនាំនេះគឺតកតូននឹងផែនការមេឬក៏យើងអាចនិយាយថាផែនការរួមលោកគ្រូដែលក្នុងនោះមានការកំណត់ទិសដៅហ្នឹងតើគាត់គួរតែមានគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដែរទេលោកគ្រូទីណាអ្នកទទួលខុសត្រូវដែរទេទូនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំគ្រូមកថាគាត់អ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងសម្រាប់ផែនការមេលោកគ្រូផែនការមេហ្នឹងគួរតែជាទូនាទីរបស់គាត់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅគឺក្រៅពីកំណត់ទិសដៅតម្រង់ទិសដោះស្រាយនឹងពលនឹងអំណាចនឹងលើទឹកចិត្តហ្នឹងគឺកំណត់ទិសដៅហ្នឹងជាផែនការមេហ្នឹងកំណត់ទិសដៅហ្នឹងជា vision mission goal objective ហើយនឹង planning ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងអីតើកំណត់ទិសដៅមួយហ្នឹងវាមានទាំងអស់vision mission goal objective នឹងយកទៅធ្វើជា planning ហ្នឹងអញ្ចឹង planning នឹងបានតាមេ master plan ហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងហើយអ្នកដឹកនាំហើយអ្នកជាអ្នកដាក់ចេញតែខ្ញុំចង់និយាយថាជា policy maker ហ្នឹងឯងមកទៀតនៅក្នុងកំណត់ទិសដៅមួយហ្នឹងឯងអានេះអញ្ចឹងកំណត់ទិសដៅមិនមែនគ្រាន់តែទិសដៅថាមិនថាមិនកំណត់ទិសដៅគឺមានផែនការហ្នឹងឯងផែនការនៅក្នុងអានឹងកន្លែងអាកន្លងទី1ហ្នឹងឯងនៅក្នុងអាកន្លែងកំណត់ទិសដៅហ្នឹងឯងណាមើលសុំហៀងមានអីហ៎អង្គាមានអីទៀតផងជួយបាទបាទអរទេលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទលោកគ្រូទី1ហ្នឹងគាត់និយាយថាស្ដាប់មានអីឲ្យយើងធ្វើមានអីឲ្យយើងធ្វើផែនការជីវសាស្ត្រនៅក្នុងហ្នឹងតើបាទហ្នឹងហើយធម្មតាគេកំណត់ទិសដៅមិនមែនកំណត់ទិសដៅនៅណាណាមុននឹងកំណត់ទិសដៅបានយើងមុននឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយសំអញមុននឹងធ្វើ policy ឬក៏ strategy ឬក៏ action plan បានគឺវាមានទិសដៅនៅក្នុងនោះស្រេចហើយវាមាន vision នៅក្នុងនឹងហើយ mission goal objective នៅក្នុងនឹងហើយតោះនេះអាហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយនៅក្នុងផែនការនឹងឯងប៉ុន្តែបើមិនដាក់អាហ្នឹងចេញទេផែនការធ្វើអត់ចេញគឺមិនកើតផែនការมันអាចត្រូវតាមចក្ខុវិស័យហ្នឹងណាអញ្ចឹងសុំហៀងបាទអូបាទបាទបាទតែគាត់អ្នកដឹកនាំវាខុសពីអ្នកគ្រប់គ្រងណាអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើហ្មងធ្វើផែនការហ្មងតែអ្នកដឹកនាំគ្រាន់តែកំណត់ទិសដៅហើយអ្នកគ្រប់គ្រងយកទៅធ្វើទៅផែនការឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ក្រសួងអប់រំរដ្ឋត្រីសរុបជាអ្នកដាក់ចេញទិសដៅគាត់មិនមែនដាក់ចេញផែនការគាត់ដាក់ចេញទិសដៅតាខុសវិស័យរួចឲ្យប្រធានអង្គភាពទាំងអស់យកទៅធ្វើជាផែនការដើម្បីធ្វើការអនុវត្តតាមណាលោកហៀងតនេះកន្លែងហ្នឹងប្រធានអង្គការមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយនៅពេលដែលគាត់ដាក់ចេញទិសដៅគាត់ឲ្យកូនចៅបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគាត់ឬក៏អង្គការគាត់ហ្នឹងយកទៅធ្វើផែនការលម្អិតឬក៏ master plan ក៏ដោយ strategic plan ក៏ដោយស្រេចចិត្តទេចង់ធ្វើផែនការមេក៏បានចង់ធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក៏បានចង់ធ្វើ action plan ក៏បានផែនការសកម្មភាពក៏បានឬចង់ធ្វើអីស្អីគេហៅថាតារាងទំនួលខុសត្រូវក៏បានដែរអត់បញ្ហាតនខ្ញុំចង់និយាយនឹងហ្នឹងបាទតនបាទសុំចេញនេះសំងួរតិចទេអ្នកដឹកនាំក៏ត្រូវតែមានភារកិច្ចមួយមានតួនាទីមួយទៀតនៅក្នុងការដោះស្រាយទំនួលការ problem solvingណាកាត់ដោះស្រាយទំនាស់វាអាចកើតចេញមកពីផលប្រយោជន៍អីមួយណាផលប្រយោជន៍មួយការដោះស្រាយទំនាស់ក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំតើថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការដោះស្រាយទំនាស់ហ្នឹងវាអាចប្រតិបត្តិបានដោយរលូនខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាខ្ញុំចង់យករូបមន្ត3ដែលជួយអ្នកនរគ្នាយកទៅពិចារណាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអីមានអីបន្ថែមទៅក៏បន្ថែមចុះតែលើរូបមន្ត
F 3F 3F đại lý số F A B C D E F 3F đại lý 3F 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 alo alo F4 ហូ F3 ដែរ F4 ស្អីគេ F4 នៅរឿងគេអានេះ 3F 3F នៅពេលដែលបុគ្គលិកមានទំនាស់ខ្ញុំកាត់ចោលមានរឿងអីក្រោយកាលណាមានទំនាស់គឺធម្មតាទេអ្នកដឹកនាំគាត់ត្រូវប្រមូលព័ត៌មានគាត់ត្រូវតែហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធមកសួរនាំអញ្ចឹងត្រូវទេត្រូវទេអ្នកអត់មានបាល់ព្រោះត្រូវណាគាត់បាល់គឺដាក់បញ្ហាឲ្យបានអង្គហេតុអង្គច្បាប់គាត់ត្រូវក្តាប់អំពីផលប្រយោជន៍ហេតុអីបានទៅគ្នា reasonable ហេតុផលមួយមួយយ៉ាងម៉េច style នៅក្នុងការដោះស្រាយដំណោះយ៉ាងម៉េចប៉ិនតែខ្ញុំគិតថា style ដោះស្រាយដំណោះ3តែខ្ញុំគិតថាគួរតែយកមកអនុវត្តគឺ 3F ហ្នឹងឯងF ទី1ក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំយើងកុំហៅម្នាក់មកខាងមកមកដោះស្រាយអាហ្នឹងជារឿងរបស់យើងចង់ហៅដោះស្រាយមកខាងម្ដងម្នាក់មកដល់មកខាងក៏បានដែរប៉ុន្តែ F ទី1ដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺ face to face ដែលលើពី face to face F face to face ហើយទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមកចូលជាមួយគ្នា face to face ទល់មុខគ្នាតើតើ face to face អញ្ចឹងទៅពីរអ្នកហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចទាំងសងខាងហើយយើងចាំមើលថាតើពីរអ្នកហ្នឹងមួយណាខ្លាំងជាងមួយណាមួយណាមានហេតុផលជាងមួយណាមួយណាឯងនិយាយអង្គហេតុអង្គច្បាប់ជាងហើយផ្ដើមរឿងហ្នឹងចេញបងពីណាអញ្ចឹងហៅមកទល់មុខគ្នាអញ្ចឹង face to face កុំនិយាយដើមគ្នាកុំដើរនិយាយដើមគ្នាហើយកុំហៅមកសូកលុយម្នាក់ខាងហើយឲ្យបញ្ចប់រឿងអត់បានទេអានឹងគោលការណ៍ទី1ដែលខ្ញុំចង់និយាយ face to face តនេះកន្លែងហ្នឹងភាគីដំណោះទល់មុខគ្នាហើយនិយាយមកហើយតាមអង្គភាពយើងមួយមានដើរធ្វើអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះមានដើរធ្វើអញ្ចឹងណាធ្វើតាសោះគ្រូអាសោះតែធ្វើណាពុទ្ធាធ្វើសោះណា face to face ហើយសោះមកជួបគ្នាអញ្ចឹងណាទល់មុខគ្នាមើលបងបងខាងក្រុមហ៊ុនអង្គការមាននេះមានដែរមានអញ្ចឹងដែរលោកគ្រូដែរបាទដែរណាជោគជ័យជោគជ័យបាទលោកគ្រូពីចឹងនៅពេលដែល face to face ហ្នឹងគឺដឹងថាកំហុសមកពីបុគ្គលខាងណាផបុគ្គលខាងណាយើងដឹងច្បាស់ទៅបាទចេះជោគជ័យហ្មងគេណាបាទយើងជាមេទាំងនោះណាអឺគ្នាយើងទេទៅតោះគ្នាទៅស្អីតិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងតោះមួយគ្នាទៅហូបអីជុំគ្នាមួយខ្ញុំតោះខ្ញុំបាយណែមានរឿងងងខ្លះអញ្ចឹងណាតែលឺអញ្ចឹងណាតែលឺដែរលឺហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអត់ដែរលឺទេនៅតាមមើលដែលលឺបាទដែលលឺដែរលឺគូន face to face ឥឡូវមកជោគជ័យអត់អីទេមិនបាច់យកវិធីសាស្ត្រពីរទៀតទេចង់ដឹងពីរទៀតអត់មិនបាច់ទេមែនទេព្រោះយើងធ្វើអាទី1ជោគជ័យឯងបាច់យកអាទី2ទេយកមកលោកគ្រូទៅលោកគ្រូណាជោគជ័យអីចឹងលោកគ្រូយករីអីចូលឲ្យទៅអង្គគ្រូចុះបើសិនជាអត់ត្រូវគ្នាចុះមិញថាត្រូវគ្នាហើយហ្នឹងអាទី2ហ្នឹងតត្រូវគ្នាបានយើងចុះអាទី2ពេលខ្លះកន្លែងខ្លះត្រូវប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក៏គាត់មិនអាចត្រូវដែរលោកគ្រូគេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅចឹងវាសនាធ្វើម៉េចទៅចឹងតើលោកគ្រូឲ្យអាទី2មកអាទី2ក៏ F ដែរបើមិនត្រូវគ្នាអាទី2នឹងគឺ fly ណែលើពី fly ណែក៏មិនដឹងតើហោះគឺ fly fly ហើយហោះហ្នឹងសំដៅលើអីហ่าហ្នឹងគឺធ្លាប់មកមានដំណឹងធ្លាប់យកមកប្រើអើគ្នាឯងទៅ
chanh khang mà nẹ đâu nè nè nà hiện mưng khăn mình tên ạc mọt đi và nà hiện ạc sơ mưng ta 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 chanh đâu mấy thế ta không cho cái này ta ta nghe dưới này ta bốn chanh mà khang mà nẹ đa chanh hiện khuôn đa lưng chẳng hết miền này ta hai là chanh hiện khuôn công khó lên tầng hoa năng thư tầy nè đa chanh tầy hiện khuôn ok thử cái này nè bà mùi khăn ấy mùi mùi sao ấy tư à, nó bị thử cái này đá chân tư đại lưu cha cha còn vậy nè dịp đây quân á khi để điệp ca cho mùi khí này hơi luôn nơi cho mùi khí này hơi bà đây khăn quân ớt bà đây ớt quân khăn mèn mèn tăng vi bỏ rôn bỏ ra mà cha cha vô nâng mà đọc xế ấy mèn mèn lấy nè đón nâng mèn mèn xuân nhầm vậy nâng vâng vâng men men năng sam tiên nữa sam tiên yeah sam tiên nằm bay phọp dài rùm tí bảy cho bờ mương mương mình trừ à fly năng cái đó còn mình trừ đây ai chậm mương này chậm mương này à sọc bé bị fit luôn ở hồi cứu này ở hồi cứu này nè nè ở hồi cứu này anh mình sóc chất này ấy anh oi mê mà to xé anh sóc chất đấy à, là đi bay dây kì nên là fail 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 này fail fail đi á ờ anh đang bàn giấy fail luôn nè ngay thì không nên fail này rồi to cái này anh nên fail đấy fail mà khác họ nó khổ mấy file rồi file mỏ yeah phải đằng này, à bộ thầm thấy thế, tạm như thế này là cho nên hàng ngày của bà mẹ, cứ lại đã, tới ngày tới, tới nhục của nhục thải mới đang lo, tại khi chẳng hết, đó là pm đặc nông gì chẳng, trên các acidon với nhé, bọt mì với nhé, acidon mình. Ngay tới ai phai ớt ngay trong khỏi ai khát tâm bi nữa rồi anh tôi bỏ nào phèl mà nhưng ai chanh tâm bi rồi anh tớ thế đó anh khó lấy anh phiên học học với anh nữa rồi anh mền mền à lấy đài lưu chẳng hát nữa mình xua tình mất chị ớt đài anh chẳng ấy bà hỏi dân ta prap tám à prap với anh prap anh hà đợi đi thả cái đó prap prap hay ờ cái prap hay prom 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 pan prom pan ot phue prap hai prom prom man man phue man phue muoy tiet prap hai prom prom hai phue pan phue man kaet ne nang ko bien dae na prap hai prom prom man phue phue man kaet na ni ni chang rap thai prom prom ឲ្យធ្វើអត់ធ្វើបើឲ្យធ្វើធ្វើអត់កើតអញ្ចឹងអញ្ចឹងទូនទីអ្នកដឹកនាំគឺតនឹងតនេះខ្ញុំលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងតនេះបាទអឡូលោកគ្រូសុំសួរតិចមិញស្រីអែមខ្ញុំស្ដាប់អត់តនទី2លោកគ្រូសុំលោកគ្រូជួយប្រាប់ម្ដងទៀតលោកគ្រូទី2 flyfly យន្តហោះហោះណា fly f a f l y អូអាហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យមិនគ្រូដោយសារអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវា slow មានន័យហោះហើរដើរចាញ់រៀងខ្លួនទៅវាចង់ឲ្យបាត់ដំណោះហ្នឹងធ្វើចាញ់រៀងខ្លួនដើរចេញដើរចេញរៀងខ្លួនយ៉ាងនិយាយហ្នឹងបាទន័យថាឲ្យគាត់នឹងដើរបាយផ្លូវគ្នាសិនគ្រូបាយផ្លូវគ្នាសិនទៅថ្ងៃក្រោយគាត់មកត្រូវគ្នាវិញអូខេអរគុណគ្រូហ្នឹងហើយមាននេះមានអីទេលោយលោយទី3លោកគ្រូខន់ខន់ផ្ទះបយុបយុថាអីឯងចូលទៅរាញ់ងប់ឯងទៅឯងទៅទៅមុនកូនឯអាណាអញ្ចឹងឯងទៅឯងលោយមកបៃលោកនេះអានេះ
chia cả lực lượng dục bỏ đấy nè mình ở kia chưa tạm nó ngay còn mình chưa chia xong rồi đấy nè bỏ mà phần mềm tên nông nông bê đô bò hà nông bê đô bò này nó mình chọn chẳng thế mấy món bò sạt chúng nói chuyện bay mấy người cứ tạm nực nông rương xa khơi người cứ bà nè xa khơi nhỉ thì bay mấy xa khơi nhỉ ba cứ ba nực nông kịp giờ này được rồi rương bà rề rương ai rương sang ai thế áp rồi ấy bà ai thế xa khơi nhỉ ta tiết khi ông muốn nâng sử mẹ khi ông nâng xuyên sọt mua tịch nhé mà chênh muốn nâng bà sân chị ọt miên tế dương ta tỏ tiền nâng ấy ông tí dân mánh nhìn tuôn tí bó nẹ nọ à lấy dương bơ từ ẩm nát cho bó nẹ nọ mà tỏ ta nẹ nọ miên nát ít là miền này khá là lấy môn nâng chôm chô đó mới hiến đi mới nẹ ở khía dù khuyên thà nẹ nó miền này khá là chanh mắc khá là nhỉ tham môn kế tham mặt tập kiếp được không mặt thì phải môn kia ok mặt thì mạch tới vòng thì có khơi mặt thì chứ cái khai mong này ba là group ba chẳng tụi bay cọt mình trai cái đó cái khai chứ này nhung đại khơi chân ấy không nhung đại khơi chân không ao từ mẹ thốn mà từ đó cái khai mà không là dục mình là họ nói hai cái sợ bông anh tầm bông anh là dục không ai là hai cái anh tầm bông à dục mình ngày nào thì chứ làm chịu không nhưng khơi chân chẳng á lo máu là mềm mềm là mình dùa là mình dùa này là mình chẳng ạ bà tầm to là của bà vì cho nó theo ẩm náy thôi vì tớ không nếu phê đây mà nẹ thông mênh nâng cọt miên tù là tì khu hai cọt miên lôi trở ăn tiết ôi dây bị tơ tam ôm mềm mềm bà nâng hai tao mình play xà manh mình play xà manh cái này hiến bao bần đất đấy màu bị dọc khéo từ ca giang rồi luôn ở miền nào cả đục tê nâng hỏi chứ nè thì ưu thò chạy sài nhớ nha phía xa nhí chạy sài nâng phía xa bọc nẹ nè nếu nè nó tam dọc xe chụp cá có thang chăng á cứ bất đắc năng bọn ông chửi chưa chẳng này nhưng sông cài bị nền tích này nóng đã chảy nó mùng cái chuyện như là hot hay cái ai tầm bom lùn chủng tiểu ô ở lùn tiểu bom người chắc á người như ai tụi bay tụi mình đi kháng á ok à lấy dương mơ nẹt đắc nón như nòng nai quan trọng á thì mỗi cứ positional là anh nát tụi mình còn tay tụi bay này anh miền tụi mình đi cuộc bàn nào cả đó miền bắc này anh thông bàn nào cả đó cứ mình ác bằng không mà đúng ở châu luôn thưa ca đau xuất chặt đất bàn ở đau đòi xuất chặt bàn tì rồi sân bàn này anh thì này thông nó ạ miền bị chia bảy phiệp miền bị chia thập tài miền đập là phiêu phong ca cục cơ đồ thế này thông có vẹn mấy cái ở cơ đồ tì mòn mòn ở không toàn không chẳng gì
តើតន់ខ្ញុំចង់និយាយអស់ថ្មតន់ខ្ញុំចង់និយាយបាទណៃនឹងតន់បាទតន់តន់ណាណាហ្នឹងខាន់ណាណាបងរឿងហ្នឹងខាន់ណាគេខ្លាចតែមុខឯងក្រោយក្នុងគេអត់ខ្លាចទេវាយើងមិនអាចយកអំណាចទៅទៅចាប់ខំគេឲ្យដើរតាមខ្លួនឯងអ្នកដែលដើរតាមនោះគឺអស់អស់អស់អនាគតទេអ្នកដែលដើរតាមគឺថាអត់ជំនឿទេដើរទៅប៉ុន្តែមែនតើអ្នកដែលចេះដឹងមែនតើគេអត់ខ្វល់គេសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់គេមានលុយគ្រប់គ្រាន់គេមានទូនទីធ្វើការឯតាមអង្គភាពគ្រប់គ្រាន់គេមិនចំណោះឲ្យអ្នកធំហ្នឹងទេមែនមែនអ្នកអស់នេះគិតដូចខ្ញុំទេបាទបាទហើយអ្នកធំអានតែខ្លួនឯងអ្នកធំវាអាណាស្រឡាញ់មិនហ្នឹងជាប្រៀបធៀបក្រោយក្នុងទៅជាមរាយហ្នឹងហើយអត់មានធ្វើកាបវិជាតបតៃទេខ្លួនឯងវិជាគេតែចិត្តហ្នឹងហើយអត់មាន transparency ទេអត់មានលាភភាពទេអញ្ចឹងអានេះប៉ុណ្ណេះគឺមានអំណាចមានអំណាចនិយាយពីចុះពីលើឡានទៅពីណាក៏គោរពមែនមែនលើខ្ញុំចេះនិយាយទៅទេគោរពមែនមែនហ្នឹងបងឯងគិតដូចខ្ញុំទេបាទលោកគ្រូឯកភាពបាទដូចយ៉ាងហ្នឹងក៏បាទបាទពួកខ្ញុំគិតថាវាវាទៅតាមស្ថានភាពនិងបប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺបាទបាទបាទបាទណាអ่าប៉ុន្តែអំណាចនេះបងបងសរាប់និយាយមិញត្រូវហើយអំណាចសមត្ថភាពនឹងសំខាន់ណាបង expert 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 នឹងមានអ្នកឯកទេសមកអ្នកមានសមត្ថភាពមក expertise នឹងអ្នកមានសមត្ថភាពអ្នកមានសមត្ថភាពគឺអីគាត់គាត់មានសេចក្តីសច្ចរិតគាត់ស្មារតីភាពការស្មារតីភាពនឹងមានការយល់ដឹងយ៉ាងម៉ត់ចត់លើការងាររបស់ខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងការសុចរិតការស្មារតីភាពការយល់ដឹងមកចប់លើការងារហ្នឹងគឺគេឲ្យចាត់ទុកថាហ្នឹងជាសមត្ថភាពហ្នឹងជាអ្នកមានអំណាចបើអ្នកឯងឆ្មោះត្រង់សុចរិតអ្នកឯងឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាអ្នកឯងយល់ដឹងខ្ពស់អញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហ្នឹងគឺខ្លាចគេខ្លាចគេឲ្យតម្លៃគេឲ្យថានេះជាអំណាចរបស់គាត់មិនអាចធ្វើអីបានគាត់បានទេគាត់មានសមត្ថភាពពួកគាត់ចង់ធ្វើអីគាត់ក៏អត់បានដែរណាទោះឯងមានលុយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកឯងមានងារប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកឯងនៅតែស្ដាប់គាត់ដដែលទេតន់តន់ខ្ញុំចង់និយាយនឹងឯងបាទតន់បាទអញ្ចឹងអ្នកឯងមានយើងនិយាយសមត្ថភាពហ្នឹងគឺសំដៅលើចំណេះដឹងជំនាញសំដៅលើអាចថាទីកសលទីប៉ិនប្រសពទី3គឺ reference ជាបុគ្គលិកលក្ខណៈអញ្ចឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈនេះគឺជាការមនុស្សយើងមានពីធម្មជាតិមកទី attitude របស់យើងជាកុសលជាទេពកុសលណារបស់យើងគេនិស័យជាឧបនិស័យរបស់យើងឧបនិស័យយើងចេញមកគឺធំធំមកឧបនិស័យចឹងបានគេតែងតាំងមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នជាពិសេសក្រសួងការងារអីគេតែងតាំងផ្អែកលើឧបនិស័យរបស់មនុស្សហើយលើឧបនិស័យរបស់មនុស្សមនុស្សមានឧបនិស័យមិនមនុស្សមានខ្សែជាមួយឧបឯណាតែលើអ្នកខ្លះនិយាយលេងតាអូខ្សែនោះមានណាយស័យនេះនឹងមានណាយឫសខ្សែឧបមែនទេឧបនិស័យពីកំណើតមកគាត់មានណាពីកំណើតមកគាត់មានឧបនិស័យហ្នឹងដូចជាកណៃស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអាហ្នឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់ការស្មោះត្រង់ហ្នឹងឯងដែលគេខ្លាចគាត់ណាពីខ្លាចគាត់អំណាចទី4គឺការប្រកបខំណែអាហ្នឹងសំខាន់ដែរមានន័យថាអ្នកដែលមានអំណាចពីច្រើនអ្នកទៅជួយចិត្តប្រកបខំពីមានអំណាចប្រកបខំពីអានគ្រូដែរគឺមានប្រកបខំពីចឹងគេខ្លាចប៉ុន្តែគេខ្លាចនឹងមុខទេចឹងបានជាទូទៅអំណាចវាស្មើនឹងការងារ
គេចែកពេលវេលាអញ្ចឹងបានពេលវេលារបស់យើងហ្នឹងចែកច្បាស់ត្រូវតែធ្វើអំពើល្អបានច្រើនណាធ្វើកុសលបានច្រើនកុំធ្វើការបង្ខំគេកុំធ្វើអំពើប្រិយស័យលើគេហ្នឹងកន្លែងនេះសំខាន់អំណាចទី5គឺការឲ្យរង្វាន់ការឲ្យរង្វាន់ស្អីទៅគេហៅថាការឲ្យរង្វាន់ហ្នឹងការលើកទឹកចិត្តការសន្តោសបណៃទៅដល់មនុស្សទាំងអស់អាហ្នឹងការឲ្យរង្វាន់នោះពេលខ្លះមនុស្សអត់ចង់បានលុយទេប៉ុន្តែបានទៅសារទៅមួយម៉ាត់ក៏អស់ចិត្តដែរបងប្អូនតនេះកន្លែងហ្នឹងការឲ្យរង្វាន់ហ្នឹងហើយរង្វាន់នឹងមានតាំងពីមេដៃមេអីមានតាំងគ្រឿងអិសរាយុហ្នឹងមេដៃហ្នឹងមានតាំងពីលិខិតសរសើរការសរសើរតរមាត់អាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធការឲ្យរង្វាន់ដែរបងប្អូនតាន់នេះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំលើកប៉ុណ្ណឹងអាបាទតាន់អាក្រោមហ្នឹងជាមុនស្នែព្រោះស្នែមុនស្នែណាបងអាក្រាណាបាទបាទមិន fall in love ទេតែនេះអាហ្នឹងfall in love ចឹងនិយាយថាកន្លែងហ្នឹងវាជាកន្លែងតាក់ទាញហ្នឹងបាទតាក់ទាញណាតាក់ទាញសម្រាប់អារម្មណ៍ច្រើនកន្លែងតាក់ទាញណាតាក់ទាញអូខេតាមត្រូវហ្នឹងកន្លែងតាក់ទាញឥឡូវសូមអញ្ជើញមានសំណួរទេតាម5ហ្នឹងអំណាចចឹងកាលណាយើងមានអំណាចហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយការសន្តោសបណៃការយោគយល់ការអធិស្ឋានគឺជាអំណាចចុងក្រោយហ្នឹងហើយមិនមែនឲ្យនោះយើងតែទួរង្វាន់វិគេទៅពាក់កម្មគេពាក់កម្មគេហើយទៅបានរង្វាន់វិគេទៅពាក់កម្មគេជឿខ្ញុំ You can to do what I say You can do what I say អូខេអ្នកឯងខ្ញុំឲ្យរង្វាន់អ្នកឯងប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវធ្វើឲ្យតាមខ្ញុំក្រាប You can do what I say ឬ You can to do what I say ແລະចាំមែនអស់មើលមើលសុំសួរឥឡូវខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងហ្មងនៅពេលដែលមេឲ្យស្អីមួយទៅដល់យើងដូចជាទូរស័ព្ទដៃក៏ដោយដូចជាកុំព្យូទ័រក៏ដោយឥឡូវខ្ញុំសួរថាម្នាក់ហ្នឹងមិនមេឲ្យធ្វើការងារសុខចិត្តឡាប់ចោលធ្វើឲ្យមេឡើងងប់ហ្មងមែនឥឡូវខ្ញុំសួរនិយាយប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលលោកខ្ញុំនិយាយអត់ប៉ិតប៉ុតអើគ្រូប៉ុតហើយចាលោកគ្រូហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងលោកគ្រូអានេះបើយើងនិយាយចំមានន័យថាការតបស្នងទៅវិញណាអាហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងណាបាទអឺបុថាម្ដងទៀតបុថាមិញខ្ញុំជាប់សម្រាប់ការងារវាតិចណាបុថាជើញអឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងណាបុថាណាបុថាបុថាអឺចង់និយាយថានេះគឺជាយើងរួមមនុស្សគ្រប់រូបលោកគ្រូយើងត្រូវបើមិនយើងមិនតបទៅវិញគឺថាយើងមនុស្សល្មើលគុណណាលោកគ្រូល្មើលគុណហើយណាចាអញ្ចឹងចំណុចច្រើនក្តីគឺត្រូវ
ត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដងអញ្ចឹងបានចេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេខ្ញុំភាសាខ្ញុំមួយម៉ាត់និយាយគាត់ម៉ាត់គត់ហើយយកទៅគិតមើលទៅយកទៅគិតមើលអញ្ចេះយកទៅគិតមើលថាអញ្ចឹងបានតែធ្វើជាមនុស្សកុំឲ្យច្បាក់គុណគេបើច្បាក់គុណគេទោះបីយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងអស់ចាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែចំណុះគេដដែលឃើញគេលើកដៃច្បាក់ពីចងាយមែនមែនឡើយខ្ញុំសួរបងបងទាំងអស់គ្នាអូនបងទាំងអស់គ្នាតោះនេះឡៃហ្នឹងបាទណាបាទបាទខ្ញុំបានរងថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការងារនៅអង្គភាពខ្ញុំធ្វើប្រធានអង្គភាពនេះខ្ញុំអត់ចង់បានទទួលអីពីណាមកទាំងអស់កាដូអីក៏ដោយស្អីក៏ដោយខ្ញុំអត់ចង់បានទេព្រោះតែកាលណាខ្ញុំយកមកគឺយើងជិះគុណគេថ្ងៃក្រោយគេសុំខ្ញុំវិញណាលើកមែនមែនសួរសុំសួរតាមតែមែនឬមែនមែនគ្រូលោកគ្រូអាហ្នឹងយើងអាចថាជាធម្មជាតិរបស់យើងតាំងពីដើមមកឬក៏មិនទេលោកគ្រូហ្នឹងអត់ទេមែនធម្មជាតិទេមកវិញយើងប្រតិបត្តិឥឡូវជាផងបើខ្ញុំគិតយើងជិះកម្មខ្លួនឯងបើសិនជាយើងមិនចង់ទទួលរបស់ពីណាម្នាក់លុះត្រាតែយើងរស់នៅម្នាក់ឯងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងលោកគ្រូហេអត់ទេយើងអត់នៅម្នាក់ឯងមិនខ្មិចយើងអាចគេចផុតបានតើហើយយើងមិនគេចជាខ្លះទៅគេចខ្លះទៅលើកលែងគេចមិនបានវិញគេចផុតទៅគេចផុតទៅមិនគាត់ថាវាអាចមិនគាត់ថាអារង្វាន់ហ្នឹងគេចវាមិនផុតទេអារង្វាន់ហ្នឹងវាពិបាកគេចបន្តិចវាពិបាកគេចបន្តិចប៉ិនប្រផឹងគេចបានកាន់តែល្អណាចឹងហ៎គាត់ថាចាលោកគ្រូតាក់ទងមួយអារង្វាន់ហ្នឹងអឺសំបីតាដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគ្រូបឋមពីមុនគ្រូសំបីតាយើងប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់បរៀនសិស្សអឺចង់និយាយថាគាត់ឆ្លាញ់យើងក៏មកដល់ឥឡូវគាត់តាមផ្ដាល់ដល់ហើយគាត់តាមអាហ្នឹងគេទឹកចិត្តបងគ្រូថាមិនទទួលមិនអាចដល់លុយយើងគាត់ផ្ដល់លុយផ្ដល់អីនិយាយថាទឹកចិត្តគាត់នៅតាមស្រឡាញ់រាប់អានយើងបងលោកគ្រូថាអត់ទទួលទេអញ្ចឹងអានេះជាទឹកចិត្តរបស់សិស្សហើយយើងអត់បានផ្ដល់អ្វីឲ្យគាត់ព្រោះតែផ្ដល់ចំណេះដឹងតែយើងមានផ្ដល់ឲ្យគាត់អស់ទៅនិយាយអត់មានលក្ខលីមពុតបុតអីចឹងលោកគ្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយកក៏យកទៅចុះលោកគ្រូថាព្យាយាមមិនយកយកក៏យកទៅប៉ុន្តែខ្ញុំថាអត់យកល្អព្រោះអត់យកទៅយើងអត់ពាក់គុណគេតែប៉ុន្តែបងសូមចូលរួមបន្តិចបងនៃហ្នឹងគឺលោកគ្រូចង់មានន័យថាបើកាលណាយករង្វាន់ឬក៏ការលើកទឹកចិត្តអ្វីមួយពីគេហើយអញ្ចឹងមានថាអាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាតូតទន់តាមហ្នឹងអញ្ចឹងបើតាំងជាបុគ្គលដែលធ្លាប់ឲ្យយើងអញ្ចឹងមានថាមួយទៀតបុគ្គលដែលមិនធ្លាប់ឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមកពឹងពាក់ឲ្យយើងជួយអ្វីមួយមានន័យថាអាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយើងតូតទន់ទៅកាន់បុគ្គលដែលឲ្យយើងហើយដែលធ្លាប់ឲ្យយើងហ៎បងក៏ចង់មានន័យយ៉ាងហ្នឹងណាហៅលោកបងយល់លោកគ្រូលោកគ្រូតែចង់និយាយថាលោកគ្រូថាมันអាចទទួលអ្វីពីគេខ្ញុំថាដូចมันតិចมันផុតអីលោកគ្រូទេខ្ញុំចង់និយាយថាដូចបងពយល់មិញអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបើអាចទេណាបើអាចតិចផុតទៅព្រោះកាលណាយើងយករបស់គេយើងជាពគុណគេហើយតែតែពគុណគេដល់ពេលបុគ្គល2នាក់មករយើងយើងប្រកាសជាលំអៀងទៅខាងបុគ្គលដែរអរងាន់យើងនោះឯងមែនខ្ញុំសួរមែនអត់បាទលោកគ្រូបាទតាមត្រូវបាទគ្រូជាច្បាប់ស្រូបទាញអញ្ចឹងមិនថាគេធ្លាប់ឲ្យយើងជាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយើងស្រូបទាញទៅកាន់បុគ្គលហ្នឹងដែលគេធ្លាប់ឲ្យយើងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាសូមឲ្យយើងតាំងចិត្តថាយើងមិនធ្លាប់យើងមិនលំអៀងទេប៉ុន្តែអាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយើងនឹងផ្អែកទៅលើបុគ្គលណាដែលធ្លាប់ឲ្យយើងអញ្ចឹងហ្នឹងបាទលើសំហៀងសំហៀងមើលលើកឡើងវិញសំហៀងលើកឡើងមើលគ្រូខ្ញុំមានមតិចូលរួមខ្លះតើនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់រង្វាន់ទី1
ខ្ញុំនិយាយទីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងត្រូវបែងចែកតើតើរង្វាន់នឹងផ្ដល់ដល់ស្ថាប័នឬក៏ផ្ដល់ដល់បុគ្គលទី2យើងគួរគិតមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនឯងមួយមួយនោះមានពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកពីគោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទំនួលផលប្រយោជន៍អត់អញ្ចឹងនៅតាមស្ថាប័នមួយចំនួនគេចែកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទំនួលផលប្រយោជន៍ទាំងជាមួយបុគ្គលិកតខ្លួនបុគ្គលិករួមការងារជាមួយនឹងទាំងជាមួយអ្នកទទួលផលផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយការខ្ញុំធ្វើការជាអ្នកព្យាបាលផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តមួយនៅអង្គការមួយរបស់ខាងពួកខ្ញុំធ្លាប់គ្រូសាមួយនេះគាត់ប្រងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានទាំងការអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តតាមញៀនខ្ញុំជិតថាមួយគាត់ជិតមួយឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលណានៅពេលដែលតាក់សេះខេះនឹងហើយគាត់ទិញសម្ភារៈដូចជាទិញនំអីមិនច្រើនម៉ានទេខ្ទង់ប្រហែលជា 3-4 ម៉ឺននេះយកមកឲ្យខ្ញុំទិញនំទិញផ្លែឈើទិញអីចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំគេចែកច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទំនួលខុសប្រយោជន៍មិនអាចទទួលទំបីទៅថវិកាទំបីទៅកាដូពីអតិថិជនរបស់ខ្លួនឯងចឹងគាត់យកមកឲ្យទៅពេលអត់យើងអត់យកគាត់ថាយើងនឹងអត់ចូលចិត្តគាត់អត់អីគាត់ចឹងណាចឹងយើងប្រាប់បញ្យលហេតុផលតែគាត់ទៅគាត់ទៅសុំដល់ប្រធានស្ថាប័នគាត់ថាគាត់យកមកឲ្យបុគ្គលិកខុសជុំគ្នាចឹងណាចឹងអាហ្នឹងជាទួនាទីរបស់ប្រធានស្ថាប័នអ្នកសម្រាប់ទៅពីហ្នឹងខ្ញុំសូមចែកលើអាហ្នឹងអរគុណចា៎បាទអរគុណអរគុណអាយភាពហ្នឹងឯងធម្មតាទេយើងជិះបំផុតទេអារង្វាន់ហ្នឹងតែគេផងឲ្យយើងគេហៅតាមយើងតបបានតែគ្រាន់ថារង្វាន់ជាលក្ខណៈអង្គភាពបើសិនវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់អង្គភាពទេអាហ្នឹងអត់អីតែបើសិនវាពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍អង្គភាពមានន័យយើងកំពុងតែលុបមនសិការវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងឲ្យទៅរង្វាន់ហ្នឹងបើជាលក្ខណៈតខ្លួនអាហ្នឹងអត់ទៅអីទេយ៉ាងណាពីព្រោះបើកាលណាគេនិយាយវាអង្គភាពហេតុអីបានមនុស្សជាច្រើនអត់បានហេតុអីបានតែយើងនិយាយគិតចឹងណាគិតចឹងណាអូខេដើម្បីបន្តការងារតទៀតខ្ញុំគិតថាយើងសម្រាប់តែជា15នាទីទៅដើម្បីយើងបន្តស្លាយឲ្យយើងតទៀតចឹងណាបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសូម screen shot វត្តមានតិចមានបងប្អូនអវត្តមាននេះអ្នកអត់អវត្តមានខ្លាំងអវត្តមានខ្លាំងជាងក៏បានដែរទុកឲ្យអ្នកគ្រូវណ្ណីអ្នកគ្រូនេះអ្នកគ្រូណានេះជាងណាអ្នកគ្រូអីអ្នកគ្រូគុណលីអ្នកគ្រូគុណលីជាងអូខេបងបងសម្រាប់តិចសិនណាហ្នឹងហើយយ៉ាងបងទី
បាទយើងបន្តបន្តិចទៀតទេមែនតិចទៀតនៅយូរដែរមានលើកឡើងយោបល់អីទៀតទេឬក៏ឈប់មានយោបល់ហើយអ្នកគូសុគន្ធីសំមានអីមានយោបល់ទេអត់ឃើញឆ្លើយសោះហ្ឡូមីសលូបាទបាទជឿជឿបងសុវត្ថិបាទលោកគ្រូបើសិនតាមបទបទសពរបស់ខ្ញុំពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមានថាគោលការណ៍ទំនៀមគៀអញ្ចឹងមានថាគឺគេមានបំរាមមួយគឺហាមទទួលផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីអតិជនអញ្ចឹងបើតាមអតិជនរបស់បានគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទសូមបីតែគាត់ឲ្យទឹកខ្ញុំញ៉ាំទឹកសុទ្ធអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំបានទទួលក៏ដោយប៉ុន្តែបើកាលណាគាត់បង្ខំខ្លាំងគឺខ្ញុំទទួលយកប៉ុន្តែគឺពេលនោះខ្ញុំទទួលយកគាត់ជាទឹកសុទ្ធប៉ុន្តែគឺខ្ញុំហូតលុយខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងដើម្បីបកលជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងវាថាលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺអត់មានខាងណាជាប់ខាងណាទៀតទេហើយខ្ញុំឲ្យកូនដាទឹកសុទ្ធម្ដង1000ក៏ទិញឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែបើកាលណាគាត់បខំខ្ញុំពេកគឺខ្ញុំឲ្យកូនគាត់ដូចជា1500ជា2000ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យជាអ្នកឲ្យតែការតែជទេគឺខ្ញុំឲ្យដល់កាន់កូនគាត់អញ្ចឹងវាថាគាត់ឃើញដែរអញ្ចឹងវាថាអារង្វាន់ផ្សេងផ្សេងរបស់របរលើចិត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអត់ចម្ពាក់ទេអញ្ចឹងគ្រូបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទបាទអរគុណអរគុណហ្នឹងហើយនឹងជាវត្តមេរៀនពិសោធន៍មួយហ្នឹងហើយសូមអញ្ជើញមានអីទៀតទេបាទបាទមានទេមានអីទេជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅ ACU គេធ្វើអញ្ចឹងណានៅអង្គភាពចាំពើពលួយជាបំរាមអាហ្នឹងជាបំរាមរបស់អង្គភាពបើអត់ទេខ្ញុំសូមចូលទៅស្លាយបន្តទៀតឥឡូវយើងចូលទៅដល់បំណិនរបស់អ្នកដឹកនាំខ្ញុំសូមជម្រាបថាស្អីទៅជាបំណិនបាទស្អីទៅជាបំណិនធម្មតាមនុស្សយើងមានគេហៅថាបំណិន3សំខាន់បើយើងក្នុងអប់រំវិញក្នុងគោលការណ៍នៃអប់រំវិញបើយើងនិយាយតកតងទៅនឹងបំណិនសម្មតិបំណិនសម្មតិណាហើយយើងមានដបងឡើយយើងមានចំណេះសម្បទាបំណិនសម្បទានិងចរិយាសម្បទាអញ្ចឹងបំណិននេះមិនមែនជាចំណេះដឹងហើយក៏មិនមែនជាអិយាបថក៏មិនមែនជាអិយាបថអានេះបើយើងនិយាយជាក់ស្ដែងទៅតាមគោលការណ៍នៃការអប់រំបងមកតោះនេះខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាចំណងនេះវានៅចន្លោះចំណេះដឹងវានៅចន្លោះអេរយាបតអញ្ចឹងវាជាសមត្ថភាពបើមិននេះគឺជាសមត្ថភាពបាទគឺជាសមត្ថភាពឬក៏ជា skill ជាជំនាញជាជំនាញរបស់អ្នកនោះយើងនិយាយសមត្ថភាពនោះអញ្ចឹងតាមរយៈការកំណត់នៅមុខងារឬក៏គោលការណ៍សំខាន់របស់អ្នកនោះគឺថាមានបំណិនមួយចំនួនដែលជួយឲ្យអ្នកនោះនោះអាចសម្រេចបាននៅមុខងាររបស់ខ្លួនទោះបីតែក្នុងស្ថានភាពនឹងខុសគ្នាក៏ដោយក៏តែគឺវាមានបំណិននឹងឯងបំណិនអ្នកដឹកនាំនឹងឯងបាទខ្ញុំមានការលើកឡើងនៅបំណិនសំខាន់ចំនួន7ដែលសម្រាប់បច្ចៈអំពីស្អីដែលអ្នកដឹកនាំអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅមុខងាររបស់ខ្លួនទទួលបាននៅជោគជ័យនៅមុខងាររបស់ខ្លួនបាទទទួលបាននៅជោគជ័យនៅមុខងាររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបំណិនទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំគឺឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើស្អីដែលជារីកភាពរីកចម្រើនរបស់គាត់នឹងភាពរីកចម្រើនរបស់គាត់ទីមួយខ្ញុំថាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពី
Kacheng nơi cả Cell and Cheng Cell Evaluation được gọi Cheng for Cell Cell là cái step tỏ khuôn dưỡng ọt khơi slide là khổ khơi đây còn là khổ ọt số ọt slide vậy ạ, khơi slide vậy khơi ra là khổ ọt khơi slide ồ bà, nhầm toàn bỏ ho sorry khơi nhé bác nâng ạ khơi nhé bố bà chấm chấp ra âm bì ca pra cú bỏng nắn ít vừa dương miền ca sử mẹ ban nơi cách ca ní hay thừa miền ca phải cú chấm tập bốn kì này nẹ đặt nón cứ trời tập miền ca phọc đô luôn này say cái nói ở tập miền ca phọc đô luôn này xong nằm bây chạm dọc nơi nơi ca sĩ mẹ đi chụp chơi những ca hoặc một nghề được bao nhiêu người đấy chẳng cả lọc đồ khuôn anh đi tăng vì cả lọc đồ ông vì ế để giả bót cả lọc đồ ông vì biệt vừa ca cả lọc đồ ông vì biệt này ca ăn vọt này ca nghi có đặc biệt này ca tầm mẹ tầm nôn cả lọc đồ nơi đặc biệt và mô được bài ca ủ thói chẳng cả mô quả miên này ở tầm mẹ cả lọc đồ mình gặp lọc đồ chẳng gặp lọc đồ khuôn ai với sống khăn chừng kì cả nói dùng lọc đồ khuôn ai dự thua ở khuôn ai nâng new and new and update nâng ghê từ từ khá trả dương nâng vì old and old old từ old từ old and up nâng miền này thà chả từ căn để chả từ ở miền này tầng lọc mình gặp lọc đồ sau máy digital và hào ấy, xung bay tập computer có chế phá sau máy digital và hào ấy, xung bay tập telegram có chế phá không sau máy digital và hào ấy, kia riêng tam online, tam zoom tăng châu hiền mạch hả nâng ạ cáp lọc đô ấy nâng cáp lọc đô ấy chẳng, cho nó tìm mối đích cứ cáp lọc đô này đó thì bây giờ chấp đá một cái ca và sai tệ tôn nâng sụp rộp xung đuôi cái lại vật bầm nâng và sai tệ tôn nó sai cái khỏi khỏi nâng miền chẳng nâng chẳng nghiệp tới tạm khỏi khỏi tiền bầm nâng và sai tệ tôn đấy bầm nâng sai tệ tôn nâng sụp rộp xung đuôi nâng sụp rộp xung đuôi xung khăn đó. Nâng sụp rộp xung đuôi trước đấy dương thời tụi mình bầm nâng và sai tệ tôn chẳng nguôi nâng nẹp vẹp con tầng ốc hay chui xuống rọc xuống rụt quạt chẳng nên cứ chịu bẩm nâng tí bí bẩm nâng tí bấy cứ chịu bẩm nâng nê ca bật đọc mà nực ứ áp bị bọt mà nục áp bị bọt mà nục áo mà nục nâng áp nâng áp bọt luôn ai bán hay có nâng áp bị bọt nâng xã cùng điện xã cùng điện nên cứ chịu bẩm nâng nê ca bị bọt mà nục ca chui bật đọc đà mà nục ca chui vào đầu đàn nục, ca chui bậc hạt hạt cả mà nục, ở mà nục nâng có a nâng dul nơi cách trang nghĩa để có trời thôi, phải thôi để anh tâm trời kia, thôi để anh tâm trời kia. Thì muốn nẹt đặt nón, rồi ca đặt nón, nẹt đặt nón, trái tầm miên bẩm nâng cục cồn, đó sẽ tầm nón, nói chung gì mà nhớ, bẩm nâng cục cồn, đó sẽ tầm nón, nói chung khác nữa. Muốn nâng đó sẽ tầm nốt dương thử collection data mình là collect data collect information bấy ai qua miền mình cục trùng chối dương set up nơi methodology tầm bấy phương cách đó sẽ bàn hàn dương thử hồ reasonable thử hồ làm hết tầm bấy thu ở cả đó sẽ tầm nốt nâng nghĩa và phân tử bàn lọ dương thời tầm miên bẩm nâng này cả kích đời này của đất bây giờ như vậy đó critical thinking rồi có critical innovation rồi có ấy chẳng hạn nè rồi có strategic thinking mà nó khuyết dương chẳng sự tầm miên cả kích đấy cả kích bài biệt được sáng nó bị soi to từng chặt cụm sai để dương cầm nó nè sai để chỉ được sáng sống khăn để dương chọn ở sự nghiệp bạn cục kịch hư xong anh
អ្វីដែលសំខាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយបំណិនមួយទៀតគឺថាកសាងផែនការដែលមានការចូលរួមដូច្នេះផែនការវាទៅជាមិន my plan គឺ V plan មិន my vision ទេគឺ V vision ការកសាងផែនការដោយមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងអង្គភាពនោះក្នុងអង្គភាពនោះបានវាសម្រេចទៅបានបើមិនចឹងទេអត់សម្រេចទៅបានអត់សម្រេចទៅបានហើយនីតិវិធីនៃការកសាងផែនការនេះយើងនឹងមានជាបន្តបន្តទៅទៀតមានតបតទៅទៀតអញ្ចឹងការបង្កើនសមត្ថភាពដើម្បីកសាងអំណិនគឺវាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើងត្រូវមានបំណិនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាតម្រង់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងជាប្រព័ន្ធជាតម្រង់មានការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូររបៀបបបខ្លួននៅការផ្លាស់ប្ដូររបៀបបបសិក្សាការផ្លាស់ប្ដូររបៀបបបធ្វើការនេះឥឡូវនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៃរបៀបបបធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៃរបៀបបបរៀនសូត្រឃើញទេឡៃធ្លាប់តែទៅជួបមុខគ្នា face to face ចែកគ្នាវ៉ែហើយយើងចែកគ្នាបរៀនឡៃនិយាយច្រើនពេកបរៀនទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងខាតពេលវេលាទីទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងងាកមកយើងងាកមកប្រប្រព័ន្ធសិក្សាមួយតាមប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយលើអេឡិចត្រូនិកយើងឃើញថាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាតម្រង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមកណាផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងចាត់ទុកថាជាបំណិនដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានត្រូវតែមានតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបំណិនទាំង7ហ្នឹងមានឧត្តមភាពធ្វើម៉េចឲ្យបំណិនទាំង7ហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងទៅបានប្រព័ន្ធតែនិយាយតែអញ្ចឹងអត់តាន់ខ្លាំងហ្មងនេះផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចបស័យតាក់ទងយ៉ាងម៉េចអភិវឌ្ឍមនុស្សយ៉ាងម៉េចអភិវឌ្ឍសហគមន៍យ៉ាងម៉េចដោះស្រាយទំនាស់យ៉ាងម៉េចគិតដូចឆ្នៃប្រឌិតយ៉ាងម៉េចកសាងផែនការយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាតម្រង់យ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងម្នាក់ម្នាក់ម្នាក់មើលតើតើគូធ្វើអីខ្លះហើយយើងជែកពិសាគ្នាទាំងអស់គ្នាមួយមួយមួយមួយមួយហ្នឹងមួយមួយមួយហ្នឹងពីចដាមួយទៅចដាមួយពីចដាមួយទៅចដាមួយនេះគឺកម្មចដាអញ្ចឹងឡើងពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយតំបងឡើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងសិនទៅស្គាល់ខ្លួនឯងជាដំណាមានតម្លៃខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងថាបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកទាំងមូលផ្លាស់ប្ដូរដើមយើងទាំងមូលបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរអង្គភាពនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីយើងទៅមុនរៀនតិចដងតិចដងតិចដងតាក់ទងមនុស្សផ្សេងផ្សេងសម្រាប់មនុស្សផ្សេងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរដូចយើងដែរកាលណាផ្លាស់ប្ដូរដូចយើងដែរគេចូលរួមជាមួយយើងគេអាចចម្រាប់រួមជាមួយយើងយើងចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សច្រើនយើងចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សក្នុងសហគមន៍ហើយបើមានទំនាស់កាន់តែច្រើនយើងព្យាយាមដោះស្រាយដោយមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតយើងកសាងផែនការដើម្បីមានការកែតម្រង់ជាតិជាដុំកំពូលអញ្ចឹងស្អីស្អីទាំងអស់ឃើញនេះប្រហែលចេញពីចំណុចតូចតូចនឹងឯងដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចការងារធំធំអញ្ចឹងមេដឹកនាំរដ្ឋគេមិនដែរចោលទេប្រជាពលរដ្ឋគេប្រាផ្លាស់ដូរអញ្ចឹងនេះមិនអាចផ្លាស់ដូរហ្មងទៅចង់ដូរមេដឹកនាំទាំងទេគឺផ្លាស់ដូរវិញតិចដងតិចដងតិចដងទាំងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្នកនាំបានបើចុងក្នុងអង្គភាពមួយមានបញ្ហាអីកើតឡើងគេមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរមេនឹងបានទេគេមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអាយុបាត់របស់មេនឹងវាធ្វើការរបស់មេគេផ្លាស់ប្ដូរពីមន្ត្រីរបស់មេនឹងតិចតិចតិចតិចទៅពីយើងទៅពីយើងទៅយូរយូរទៅទម្លាប់ទៅទៅជាល្អហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមិនតន់និយាយពីថាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការដើម្បីឲ្យបំណិនរបស់យើងឈានទៅអង្គភាពហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មចតាបាក់កម្មចតាណាមួយអានឹងគឺយើងពិបាកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីការនេះឥឡូវសូមអញ្ជើញមានសំណួរអីទេបាទជឿនបាក់ក្រាបាទបាទការតេតតងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគ្រូសុខមានវិធីសាស្ត្រអីសម្រាប់ជួយបន្ថែមមួយហ្នឹងខ្ញុំចង់បានវិធីសាស្ត្រពីបងមករាហ្នឹងណាវិធីសាស្ត្រខ្ញុំខ្ញុំយកឥឡូវឧទាហរណ៍
បាទបាទថ្ងៃក្រោយចង់ខ្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុនធ្វើបាច់ផ្លាស់ប្ដូរមុនគេប្រធានក្រុមហ៊ុនត្រូវចេះអីខ្លះឧទាហរណ៍ប្រធានក្រុមហ៊ុនត្រូវចេះអង់គ្លេសចុះយើងចេះអង់គ្លេសអត់ចេះដល់គូបើយើងអត់ស្អីចេះផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងចេះសិនអឺឧទាហរណ៍កាលពីមុនអត់ដែរគេហូបអាននេះតែឆ្កួយយើងម្នាក់ឯងទៅផ្លាស់ប្ដូរសិនហ៊ានហ៊ានតំណងមើលឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍ទូទៅមើលមកសុំអញ្ជើញមើលលើកឡើងចូលមករាមុនគេផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចបាទផ្លាស់ប្ដូររបស់ខ្ញុំគឺផ្លាស់ប្ដូរការគិតពីមុនដើមឡើយខ្ញុំនៅតែឯងឯងហើយការគិតបែបបៃខាបែបកដាលក្រោយមកខ្ញុំក៏ចម្រើនធម៌មេត្តាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវសមាធិជាដើមអធិដ្ឋានផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើសកម្មភាពច្រើនជាមួយសហគមន៍ជាមួយសិស្សជាមួយសាលាជាមួយលោកអីអាចារ្យជាដើមហើយខ្ញុំចូលការងាររបស់បាក់ហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមរបស់ភូមិស្រុកខ្ញុំដែរអូខេបាទបាទអរគុណបាទណាណាខ្ញុំចាប់បានពីយើងចាប់បានពីយើងរៀនតាំងសមាធិនឹងនៅណាឧទោរៀនគិតគូរប្រយោជន៍រួមណាឧទោរអញ្ចឹងណាបាទសូមអញ្ជើញមានអ្នកណាទៀតមានយោបល់សូមអញ្ជើញបាទនេះការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកគ្រូសូមចូលរួមកន្លែងនឹងតិចលោកគ្រូជើងទីអញ្ជើញមកលោកគ្រូទាំង7ជំហានសម្រាប់ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគិតថាអត់មានឯក្រៅពរៀនលោកគ្រូមានតែយើងរៀនតាមជំនាញមួយមួយហើយបន្ទាប់ពីរៀនហើយហើយយើងអនុវត្តឲ្យឃើញលទ្ធផលថាអ្វីដែលយើងបានរៀនហ្នឹងលទ្ធផលចេញបានប៉ុណ្ណាដើម្បីយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្តទៀតចឹងលោកគ្រូបាទសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងរៀនអីឥឡូវរៀនអីខ្លះរៀនផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងរៀនប្រស្រ័យតទៅរៀនអភិវឌ្ឍមនុស្សរៀនគ្រប់គ្រងទំនាស់រៀនគិតដល់ដោយឆ្នៃប្រឌិតរៀនកសាងវែងកានិងរៀនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចឹងហ៎បងបាទបាទរៀនទាំងអស់លោកគ្រូរៀនទាំងអស់ learning by doingឬក៏ learning for doing ឬក៏ learning and doing អាហ្នឹងគឺត្រូវស្របគ្នាលោកគ្រូរឿងlearning and doing បាទរៀនបណ្ដាធ្វើបណ្ដាបើអង់គ្លេសឲ្យ on the job training ដែលឮពី on the job training ហ៎ដែលឮ on the job trainingលើលោកគ្រូលើបងប្អូនអរគុណនេះគឺ on the job training នេះកំពុងរៀន master នេះ on the job training នេះគឺបន្តបណ្ដាក្នុងពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការឃើញទេហ្នឹងហើយ on the job training ត្រូវទេមើលអ្នកនរនេះត្រូវទេកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែយើងបំពេញការងារនៅមានភាពស្មុគស្មាញមិនច្បាស់លាស់មិនទាន់មានអិសរាភាពមិនទាន់មានភាពខ្លាំងក្លាយើងមករៀនដើម្បីបន្ថែមទំនុននៃការធ្វើការរបស់យើងអញ្ចឹងទេបងគីបាទបាទលោកគ្រូបាទមុនយើងមានសញ្ញាបត្របញ្ញាអូយនិយាយថាអស្ចារ្យប៉ុន្តែឥឡូវម៉ែគីសិលបណ្ឌិតយ៉ាងយើងចាប់ដើមរៀនបណ្ដាប់ដែរយក master អីហ្នឹងមកសុំអញ្ជើញមានបងណាទៀតមានយោបល់បាទសុំអញ្ជើញមាននេះបងសុំសិនចូលរួមមតិយោបល់តិចមកនេះស្ងាត់ម៉េះមើលបងអេកូសុកបងហេងកំគូម៉ាត់ញ៉ាក់ម៉ាត់ញ៉ាក់មកបងនងឡានីចៅលោកគ្រូជើញបងជើញពួកខ្ញុំអត់មានយោបល់អីទេលោកគ្រូយោបល់អីទេបំនិនណា
ឥឡូវបងសោភ័ណ្ឌអៀមអត់មានយោបល់ទេលោកគ្រូទេបើអញ្ចឹងច្រាច់ហ្មងកុំជឿលោកគ្រូគាត់ចិត្តឡើងធ្វើជាមេដឹកនាំគេហើយណោះអៀមសោភ័ណ្ឌសុំជួយយ៉ាប់អាគ្នាឯងហ្មងណាសុំជឿមកយ៉ាប់អាគ្នាឯងមកយ៉ាប់អាគ្រូដែរគេអត់មានទេលោកគ្រូសុំជឿមកសុំជឿមកសុំជឿសុំជឿសុំជឿបាទសុំជឿអេតែខ្ញុំដឹងអង្គភាពនៅណាខ្ញុំសួរហ្មងហើយសួរហ្មងឥឡូវបងសុភ័ណ្ឌផាន់សុភ័ណ្ឌឥឡូវយិនសុកវិស្នាអឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយកបាល់គេនិយាយបាត់អីលោកគ្រូថាយើងទៅរៀនបណ្ដាធ្វើបណ្ដានៅអ្វីដែលយើងបានសិក្សាហ្នឹងលោកគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងទៅពេលគាត់និយាយអស់ខ្ញុំបាត់ទៅនិយាយបណ្ដោយនិយាយបណ្ដោយនេះនៅច្រើនទៀតឥឡូវបងពូកំលីជុំវិញចំណុចមួយមួយហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរអាចនិយាយបានបំណិនហ្នឹងបំណិនហ្នឹងបងសំផល់ក៏បានដែរជាស្រ័យទៅដោយសារឥឡូវនឹងកំពុងតែបើកឡានទៅកន្លែងការងារវិញអញ្ចឹងណាបាននឹងអង្គុយទៅស្ដាប់ទៅមិនមានអីតតលើកវិលឯងឡើងទូសាប់ឡើងមកលើកទូសាប់ឡើងមកខ្លាចប៉ូលីសឥឡូវដេកនៅចង្កតែរឿងប៉ូលីសទៅលោកអូខេឥឡូវបងសៀវវិញតោះចេះស្រ័យគ្រូអត់មានច្បល់ទេគ្រូនោះស្រាច់គូវាស្នាគ្នាមើលមករាទីបាទសម្រាប់ទូលោកគ្រូបាទចូលឲ្យគេរើសក្នុងចំណុចបំណិនទាំងប្រមាណហ្នឹងឲ្យរើសមួយក្នុងការបកស្រាយទៅមកបោះការបោះស្រាយមើលឬក៏ស្កាប់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហ្នឹងយ៉ាម៉េចប្រហែលជាតោងយ៉ាម៉េចអីអាចអាចនិយាយឬក៏ប្រអស់គ្នាដូចមិញអារៀនមានតែរៀនទេអង្គារ៉ាប់មានតែរៀនទេបាទលោកបាក្រាវិញថាម៉េចបាទអរគុណលោកគ្រូដោយសម្រាប់ខ្ញុំបំណិនដែលខ្ញុំសម្រាប់បំពន់ដោយសារខ្ញុំតាក់ទងមួយបងខាងដើមគាត់លើកដែរតាក់ទងមួយរៀនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដែលខ្ញុំពេញចិត្តគឺអភិវឌ្ឍមនុស្សហើយនឹងសហគមន៍បាទនៅក្នុងអង្គភាពមួយបាទនេះខ្ញុំនិយាយពីអង្គភាពឯកជនបាទអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍមនុស្សដើម្បីជាទទួលសម្រាប់ដូចទទួលបានលើវិជ្ជា vision mission core value អីគឺសំខាន់គឺអភិវឌ្ឍមនុស្សហើយបើទៅពេលដែលយើងធ្វើបានហើយចឹងថាគុំឬក៏នៅអង្គភាពយើងហ្នឹងយើងអាចទៅចម្ងាយចិត្តមុខហ្នឹងគ្រូបាទហើយចឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងហើយផ្នែកប្រូចេក្ត class ជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំត្រូវដឹងពីគុណទស្សនៈវិស័យច្បាស់លាស់ហើយនឹងបំពេញសមត្ថភាពទៅតាមគោលការណ៍នេះគឺហៅថាខ្ញុំធ្វើការនៅវិស័យអប់រំនៅសាលាឯកជនមួយចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបន្តខ្ញុំអាចយក master ឬក៏ phd ទៅតាក់ទងនឹង education បន្ថែមទៀតដើម្បីយកវាមកបំពេញបន្ថែមអភិវឌ្ឍនឹងគុណភាពមនុស្សនៅទីតាំងហ្នឹងចឹងគឺខ្ញុំមិនអាចទៅយកនៅក្នុង finance school ទេតែការខ្ញុំធ្វើការនៅខាងសាលាចា៎បាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំរួមចំណែកជាមួយលោកគ្រូហើយបងប្អូនអរគុណអរគុណច្រើនបាទបាទបាទបាទបាទជើញមានអីទៀតទេបាទអរគុណច្រើនមានអីទៀតទេបាទជើញបងសុខហៈងុនសុខហៈ
អូសុខៈច្រឡំសុខៈសុខៈបានសុខៈបានលោកគ្រូបាទជឿជឿបាទបាទមុនយើងដើម្បីធ្វើដឹកនាំអង្គគេទី1យើងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបាទផ្លាស់ប្ដូរទី1អត្តចរិតទី2ចំណេះដឹងទី3ទំនួលខុសត្រូវបាទលោកគ្រូអូខេបាទហើយទីផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតណាបាទការផ្លាស់ប្ដូរអីបាទបាទលោកគ្រូលោកគ្រូណាសិននេះសេវាគ្រូបាទអរិយនិយាយមកនិយាយមកអរិយបានលឺតាបាទបាទផ្លាស់ប្ដូរមិញផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតនិងបង្កើនចំណេះដឹងមានទំនួលខុសត្រូវមានបាយតតងវាពីថ្នាក់តូចថ្នាក់ធំបាទថ្នាក់ធំទៅតូចទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកក្រុមក្រុមថ្នាក់ទី1ដែលមានគោលដៅគឺដៅច្បាស់លាស់បាទបាទអរគុណប៉ុណ្ណឹងបានអរគុណខ្ញុំសរុបរួមជាមួយនឹងបងបងបន្តិចដើម្បីសម្រេចបាននៅកិច្ចការងារបំណិនទាំង7ហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពជាមួយបងបង្គាបង្គាដែលនិយាយមិញថា learning and doing ណារៀនបណ្ដើរធ្វើបណ្ដើរខ្ញុំ conclude សរុបមកវិញថាត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដឹកនាំដើម្បីសម្រេចបាននៅបំណិនទាំង7ហ្នឹងប្រសាមិនទាំង7ហ្នឹងតតែយើងនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងសំខាន់ប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនឹងបានទៅធ្វើម៉េចទៅធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនឹងបានទៅធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើងពីមុនឃើញអ្នកដឹកនាំត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីកសាងបំណិនទាំងនោះក្នុងការឈានទៅសម្រេចអដងភាពមួយឃើញទេឥឡូវអសរត្រេតមើលអសរត្រេតដើម្បីសម្រេចបាននឹងបំណិនទាំងអស់ហ្នឹងទី1យើងត្រូវកំណត់កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើសិននេះអាជួមួយនេះកំណត់កិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើស្អីដែលយើងត្រូវធ្វើបើយើងរៀនពីអីបើយើងធ្វើអីមួយយើងធ្វើពីអីឡើងចាប់ដើមពីអីណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកំណត់កិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើចិត្តកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងធ្វើមិនក៏ដោយត្រូវតែ clear ត្រូវតែមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់នៅកិច្ចការងារដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងយើងវាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់នៅកិច្ចការដែលយើងធ្វើណាបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទៅលើការអប់រំអញ្ចឹងយើងត្រូវច្បាស់លាស់ថាយើងចង់រៀនអីយើងចង់រៀនជំនាញអីយើងចង់រៀនកម្រិតអី Master ឬកម្រិតណាណ៎អញ្ចឹងធ្វើមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ clear តោះនេះកន្លែងនេះខ្ញុំលើកឡើងចំណុចទី1ហ្នឹងតោះនេះបាទ clear ហ្នឹងតោះនេះកន្លែងហ្នឹងបើយើងចង់ធ្វើអីមួយយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងក្តីធ្វើអីក្តីសំខាន់យើង clear ខ្លួនឯងនៅអីដែលយើងត្រូវធ្វើយើងច្បាស់ខ្លួនឯងនៅ exactly អោះឥឡូវយើងចង់បើកក្រុមហ៊ុនមួយច្បាស់ហើយនៅកិច្ចការដែលយើងធ្វើច្បាស់ហើយនៅជាក់លាក់ហើយនៅពិតហើយនៅថាយើងធ្វើឬក៏យើងនិយាយចោលឬយល់អស់សម័យយល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងឯងបានបងបងទាំងអស់នេះឬយល់ខ្ញុំចង់និយាយនឹងឯងយល់លោកគ្រូយល់ហើយលោកគ្រូយល់លោកគ្រូយល់ទី2យើងត្រូវធ្វើឲ្យវាជារូបិយជា concrete ជារូបិយរូបិយមានន័យថាធ្វើឲ្យគេឃើញអគិមើលឃើញអគិអាចមានតម្លៃបានអគិចាប់បានអគិច្បាស់អគិដឹងឃើញជាស្លាក់កុំអរូបិយកុំសម័យអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងយល់ខ្ញុំចង់និយាយទេបាទយល់ខ្ញុំចង់និយាយទេយល់ហើយលោកគ្រូនិយាយត្រូវធ្វើអាហ្នឹងមិននិយាយចោលទេលោកគ្រូអត់និយាយចោលទេនិយាយតែធ្វើនិយាយតែធ្វើមានជានិយាយចោលបើយើងនិយាយចោលចប់ហើយនិយាយចោលអរូបិយវិញ
vì ả rụp bấy, ả rụp bấy kia. Ả rụp bấy mơ ạ khơi nhu hù. Mơ ạ khơi nhu hù. Phần thái chỉ nói nắng lực rồi nhóm thlop chụp, nhóm thlop chụp. Mày mà nó không lẽ là con bà cài, chẳng dễ con bà cài, con bà cài. Chẳng dễ là dân, dễ là con bà cài chụp chốt bằng tay, chẳng dễ là lặn con này con ôi thì kì với nhé, vì ở đà là xưa bằng tay. Con bàn bằng quanh tam cùng nó này con chẳng phơ bàn, nhưng nó còn ai luôn lôm ôi để năng phơ ca nghe con bàn, nó cô đấy. Con xung ôi bằng tay, chẳng dễ 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 chẳng Bong got a jump, listen, but the volleyball. Baba. Sự cảm thấy hay những hay đi đi tặng để cảm thấy một con trơn chui vào số phim đó trên chân nè này chạy chạy thì covid đó cũng buồn lắm nhưng tập cái này nó bài đóng trong sách tích như ngay thật ấy bà em là bóng súng bóng long tiếp bóng súng bóng to tiếp bóng súng bóng nhom trong chụp điệp xua cúi chạy để xa nhom club chụp hết nữa lũ để xa nhom club chụp đâu mà né còn dễ con hạ bị đôi chim miên ăn tập bóng càng dễ con cái càng luôn luôn mà đúc ra đây là cha oi đi oi nuôi chẳng bận tay trong gói còn đào oi bận tay là tập oi này càng nghe đây con oi vẫn trông chị chúng chơi chơi bắt to chẳng hay còn tham mà đâu có được đặt đồ là hồ chẳng cái nè nè đúng không? À, ăn chắc còn trả chắc mình tay còn luôn mang được xe mà ra thì ăn chẳng cái nè. Bà. Chắc ta chỉ chẳng nói mui chỉ chẳng gì ta chỉ tay của sau thì coi chỉ chỉ tay mui là không ai leader ship mình đại luôn. Vậy anh thon lên bạc quạt chỉ tay của sau bạc quạt chỉ bẩm nâng bạc quạt nâng cô trẻ vì miền miền say miền ốp bạn say miền cỏ sót miền tiệp cỏ sọ miền buồn bọt chứ nghe buồn bọt chứ này muốn nó miền say nhưng mà cái khác miền ốp bạn say miền cỏ sọ miền tiệp cỏ sọ cái này chẳng thở lên bọn sọ lực lắm thở đấy nói nhớ này chẳng chỉ nói đắng vì chỉ thật nong ấy trước đây bỏi thêm cái nét nó đai đi coi chỉ bệnh mũi đại thay dương mới tới viêm mật lõi đấy mà chỉ cả buồn khó đều về đây lúc ấy lần lại bị mòn mỏ ha ấy thêm cái nét ngón rồi miền thiệp small trong những cái nữa dừng dây hai rồi từ đầm bì còn dây hai mà thôi anh đang vì việc ra trả vì trước đây đã lực lượng ban lực lượng một này tịch còn dây ban phư mày nhưng ở dưới là còn nhiều ăn thử mạch bỏ non tiền nữa nhưng ở dưới chẳng gì thấy ấy trẻ rồi từ ấy từ đây được đủ bằng lực lang mấy những thầy để lẹ cái nạp bỏ nhẹ được nó mà nữa bà thiết hoa phong sự khán là chẳng gì ta dừng giấy từ thời bà tuổi ba nữa đang mang cái đầu bìa giấy nữa cái đào tạo thì còn đá đôi con chứ thì chớn con dễ tới con sơn ban cầu đục ảo sập đây để con ban son nhái chẳng như là hiện rồi những việc tách tên để con son nhái sơn ban đấy quạt đứng quạt con đây là ai prang được ban prang được quạt đứng nền na kỳ quạt đứng nền na kỳ hiểm trong su quạt đứng nền na kỳ ban thôi cài kẹp quạt lỗ chẳng thế hiểm trong su thật quạt đứng nền na kỳ quạt cần tới con chia kẹp dụng cầm hôn mùi đá bà
mẹ chị ăn vô bái vậy à thì bà chưa kẹt vô cầm con gì ở bàn phứ tay hết đây bằng kia sạp cốt mà sao không nhìn lôi ở kì cú thò chẳng các con chìa kẹt vô cầm hôn bởi này năng mình thử cá bỏ cháo bởi này năng mình thử cá ở tao chung thử cá điên chẳng này nó khai càng nghĩ khai ở miền càng nghĩ thứ chìa châu luôn như môi tất tại đây mình tính kì mình còn trâu thế mình ta thử mấy cái càng nghĩ cũng thò chẳng thôi kì ແລະກໍອັດຈໍາເລີຍໃຫ້ມັນກໍຕາມແມ່ນແຕ່ກໍອັດຈໍາເລີຍຈັ່ງໃດມັນໃຫ້ຈໍຕໍາມະດານີ້ແນ່ແນ່ມີບໍ່ມີຈໍາເລີຍຈໍາບັດນີ້ຫັ້ນໃດບາອັດຈໍາເລີຍນີ້ເລີຍໂດຍບ້ອງສອນໄລຈັ່ງຖືການອັງການອັດຄອນນະເທເທເທບາອັດຈໍາເລີຍໂດຍຂ້ອຍໃນຖືການໃນຂ້ອງຊູ່ຮອດຊູ່ລິດຊາຂ້ອຍຮຽນວ່າຈະຮັນຂ້ອຍຊູ່ລິດຊາປັ້ນຍົ້ມໃນຕະດັບໃຫ້ຈັ່ງ thơ tam cả đất non bạc hiệu thôi chẳng cũng vậy vì vô tha nó cứ chia vô thứ cả là cái thơ tam mà ngài mình chẳng 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 men chữ nào thôi chẳng chẳng ấy chẳng ấy bỏ chẳng này nó đôi từ kia nó vô khai về thiên công hôn độ chân thì lại càng nghĩ bởi mình tam kì thôi chẳng á nè hay còn khéo vì càng nghĩ lại nó còn lại thử lại nhà bán chẳng ấy bán lại nó sùng khăn á nè cái ca để dương thử phứ hay bây giờ cái bây giờ thua tao vậy thì dân thử thứ như thà vậy thì dân thua họ ngay ở thầm thử tế như bạn đi sát thì tốt mình đã càng như thử thôi chẳng này bỏ toàn đấy ba ba toàn cái này dân kia thì quạt lo hay dân rụp bấy hay dân thử miên phê bì cầm mắt quạt lo deadline pina cách ca để dân thử thứ nó pina thử bị chọn pina chập lại không thể chụp bài nữa ba tầng pi chập đá, ba tầng pi bị chọc. Toàn đấy bỏ lại nữa. Hay như thử realistic, nhưng thử tài phải cọt dùng. Chẳng là nắng ở vây địa dương còn nót tha làm bay xong lại ban một nên bỏ dưới như thử tài phải cọt dùng. Vì tôi từ miền ca tùng trùng rối tim thì ấy khắc không office mặt tiệp. Tu bay vì mình challenge riêng cái đó của ta riêng thời khách không cũng phải thừa học được tiền nè này thôi nhưng ai vay tầm lại bán chia ebol chia là tập tiếp nâng nâng chia evaluate chia là tập tiếp nâng cao vay tầm lại nâng cao vay tầm lại chẳng tầm bay ai dư co sang một mình nâng min ở đâu một tiếp to thì dư min cho nó mà nâng clear concrete deadline, realistic, challenge, able to evaluate. Chẳng là nâng bàn cách ca nghe để dựng thời phương với đá tàng bàn. Hay bởi dựng phương cách ca nghe để áp miên chức phép bác loa vì ở chục chế. Á rút bay, còn là xa mà gì. Áp miên phê bình điểm, nâng phê na chập đàm, nâng phê na chọc. Áp bác có tha lọ, mình bác có tha việc bàn chục chế. Áp miên ca khắc không phải áp phí xa mặt tiệm. Hay áp ai được lấy bàn từ cách ca nghe này. Chẳng kia hồn phát áp bà màn mình. Áp bà màn là hình dây mình. Hãy dơ tựa tùa dòi bán áp bà màn cho nó đi. Còn nếp bán. Bà món toàn toàn trong trần gì ấy. Rồi có mình toàn ấy. Lại ní. Toàn là cổ toàn. Toàn là cổ toàn. Một con chân. Bà. Nên tốt vì dương cầm nót cách ca thì dương được phương háo ý. Bởi còn là dương cầm nót cháo ọt thử ấy vì một con cháu chụp chế vậy thì dương được phương chẳng chừng thời tên miên ca thư phân cả nè, hãy cho nó đi phí nè ca thư phân ca ní dương thời tên xoay rốt ở ốc cục chụp được là bây đã phèn ca tại ở vị xóm xóm chẳng bởi dương phương phèn ca nói xoán xoán ọt mình chụp rửa tí ọt chụp chí tôi chung gì mà anh chẳng nơi ngay khỏi nơi ta khổ một kia ta tay
thì vô ấy thì vô dương ắt miên chủng được chẳng khi tha thời để miên cá chưa được chủng được bạn chắc đã thành cá hay miên chưa ăn chủng được chủng được tí mũi chủng được tí pi chủng được tí bay chủng được tí buồn đi nữa nè toàn ấy trong trong gì cái lại toàn ấy nè ắt miên hỏi nó biết là dương thưa phèn cá dương miên chụp được ở hỏi dương chập đang thưa chụp môi nẹt được tí đòi chụp ho cũng được bao ở kia châu luôn mà tị giờ bó đồng với từ lứa tị giờ bó từ lứa phèn cá để dương thưa được lo mà tị giờ bó từ lứa phèn cá để dương cũng không mà thưa được dương không thưa chắc ở kia lương chỉ cũng nhật mà ai chỉ lực chỉ cầm nát mà ba cái chỉ cầm nát trong hoa kì nó phải để cái lực cầm nát máu từ lực thành cả bỏ dưới cầm nát căn là chán thành cả dưới căn là lỏ thấy miên ca chầm rùn tiêu chầm rùn miên ca chầm rùn tháng tam vị thi chân này và đất tam vị thi chân này và đất thời thời hồ của vị thi sa bây chân này và đất ai càng nghiệp và dương thương căn lõ thôi dương của mơ mơ nó không thành ca dương thật của mơ đã tranh nữ rất tự ca là quyền ác cục thật ta tư là ác cút dương kích thật thành ca và dương nhận mệnh xong nhạc bán chung chạy đó ta dương đã xây khác để khi khá thành ca để xong nhạc quyền ác cục quyền ác cục mà bọn toàn ấy cái này đi alo toàn đấy toàn để xem gì anh thấy alo ngạt mẹ chào cô trong lớp cô lớp lớp trong sổ ra hai đấng này mà ngày quên nhé này thầy là mong đi nhưng ai sổ ra muốn khla ban ở đây thì nhưng mình ai vay đòn mong cho nghe anh nó ở đây thì nè anh nó trong sổ nông phố bên tây mấy thì sau lập răng một tí ấy nhưng sổ mẹ tây ok ai cái phim ấy ai cái phim của bạn bạn nè dùng vài lục vài lục khăn phết bong bong cái đại vụ bà đấy nè ngày phết nhỉ thôi chứ nè nhóm ở đấy chứ nhóm họ ngày chưa vào vậy nhưng mà tết niêm ngày phết như chúng ta khá sợ là nè chẳng dừng nên cả mập cái cả để dừng được phứ hãy dừng phứ phải cả bây sầm rạch bàn cái cả để dừng mà còn mất và tốt máu vị thi xa ca sân thay làm bây này nó không cần cả những ai bán chủ trí chẳng vị trí ở cả muối nhưng tay đã ăn gọi vị thi xa nên nên là bây phử vị thi xa nên nên là những tay phớn vừa ấy nè dương dương face to face tôn một cái này tôn một cái này tôn một cái này làm bây thôi cả nghề này tôn một cái rồi thôi cả nghề này dây tôn mục nghĩa hay là bây ai can dây tôn mục nghĩa lo ca này nó nông nghiệp sạch tiếp từ dừng điệp chấm miền cả điệp chấm miền phiêu chụp bạc lò nghĩa miền lẹc nạ đủ được vớt hay miền lẹc nạ thòm một chiếc nâng miền nạ nạ một chạy chụp bạc lò chân cả lại ní cứ bỏ sân gì dương mình miền cả điệp chấm chân áp bề chạy chứ ní dương miền cả điệp chấm dùm môn tế admin đang thiền bắt mình đang dạy gì ấy cho ai cài trên thị xã nó ban phật phật to để dựa ban điệp trọng tiếng là trên đa tiếng thị xã này nè hay thưa ai nghĩ gì sao mai nhà bây giờ dừng chơi chơi mình biết bảo lắm gì này này hay cả ca từ trên thị xã dừng quay chủ mùi thì nó bị phiêu ru hồ vơ nè đôi ngày nó ngặt trong chủ mùi bon bon thọ biết chơi chơi ru hồ vơ miên là bon bọn mình dự bọn tích tức xong dây tích tức mến mà ngay bình xong dây tầm này anh nè mến mến bà thử ý bạn bà và xong dây tầm này anh ngon quá lạp á bọn thun ngon quá mến mến
ở miền lạc nạ thông một chuyện natural khá mới hay miền đồng nam nam chạy chẳng miền dịp bò mình từ mới dùng miền nam nam chạy đấy ai khi nào nốt về để chạy thị xá nhưng cua từ bậc ca nơi bãi giặt cả họ bậc xá nè chuột cả ở của bán thử ai của bán này áo từ miền bãi giặt cả họ bậc xá đã bay sủng đó là ca này cày chạy thị xá miền nông miền nay miền ấy tận à sầm ron đây tận nè hãy miền ca lực của phu ca như cồng thêm vợ thử ca một cồng thêm vợ nè sport nên thử ca một kia ba mình thư ca thì mỗi khi mình miền thêm vợ tí ạ tạ đi nè ngài thêm vợ tạ tạ miền nhầm dây chân toàn toàn nhầm dây bá toàn toàn á bà hơi những score chụp với những lực chất của quân mẹ mẹ quân mẹ mẹ lại mình chẳng đi chia step by step không biết phải để dân thời hiện phải để dân thời hiện hiến á phải để dân thời hiện từ hiến là bay oi oi à mình bảo chứng chu kỳ phải để hiện lực lại chứ dân mơ năm mình và to tiết các thứ bình thường chắc nó phê để dân phư cái ca năng ở hói dương là miền ca thứ bình thường này chắc đồng bay thứ bình thường nẹt đồ tây bán đồng bay thứ bình thường nẹt đồ tây bán to để dương mà hai người xoay thứ bình thường dương sẵn này xoay thứ bình thường và dương sẵn này chắc ca và hai người xoay thứ bình thường dương đúng không chắc nẹt đặc nom để sớm hay là tu ban là tập phò triệt tệ bà ma hay pra thun thiên chia bạc bạc mà miền này thở lôi tích tại bàn trở nên chớn cứ to tại này đang nói nó thở và hai anh ta luôn bàn phu xoay được người này nè nè hơi tầm bất tất đây tầm miền ca đi trong ở miền và con trụ nhật bà lõ mũi đại nghĩa là miền sẽ tiêu không cao bình định nó lúc chị ca bị nứt chị chớn cờ trường đường bị nứt thần bị nứt ca nghi là những cách dương bị nứt ca là vót ca nghi dương bị nứt từ lư ở vây đè đè ở tây cù thứ đừng cù thử nhưng dương bị nứt lửa ở nè chỉ biết cứ ca thử bị nứt lư ca vót ca nghi là ngay hay ca thử bị nứt lư ca vót ca nghi kịp thử bị nứt từ lư lạc thọ sụp lạc bàn kịp bị nứt từ lư phê bị lia kịp bị nứt từ lư sự phiền này cả nó vọt phiền chỉ nét đặc nom được bỏ nét ăn vọt càng nghe này chẳng hỡi ca tụ nết này có sự khăn này ca tụ nết càng nghe này có sự khăn này này ní hơi chụp chi này ca chụp chi này ca tụ nết chụp chi này ca chặt cá cứ sự khăn đồng bay ở chụp nhật bao nhiêu mình sẽ tiếp to từ nhiều nhật mơ thứ cả đại kia ta ta nhiều màn đo ca như sĩ khác ở kế ở miền ca sna sông lọt một bên to tôi tụt tôi giang mắt hay trên thời chụp rung ở ca nó vẫn giang mạnh và ca nó vẫn giang mạnh đồng bay ở sông này bán chụp chỉ thế cho nên tầng ngon đấy cứ chỉ ca chụp nhật từ lứa ca nó vẫn càng nghỉ chẳng to bị dương nhầm gì nói tiếp to bị dương cầm nát từng đại cái cà dương được vừa hết dương thừa hàng cá to thừa hàng cá dương hồ thì xa nó quá to mới dương thừa bị nứt này dương thừa bị nứt càng nghiền nứt này dương thừa bị nứt càng nghiền nứt hai dương vây làm lại càng nghiền nứt ta càng nghiền nứt thì mình phải làm bại cả phải làm bại cả để cài láng quy cả phải bắt càng nghiền nứt hai cả phải bắt bắt rồng để thừa nứt mạch đài nè hai ca và đọc và đào một cô và nẹn nẹn nó nhằm mạnh và tỏ mắt bằng dương ai bị cháy đã ồ và nghiền nó bị trẻ bị trộn mà sẽ là chụp chế ở đây bao nhiêu con sẽ phải chụp chế thế nên chặt chay càng nghiệp và tỏ tiền chặt chay càng nghiệp và tỏ tiền
chẳng là nít cứ chia ca về đến lại này chẳng hôm gì nói tiếp cả cả mọi từ đại trống à cả cả mọi từ đại để thời thứ này cả đã trình thành cá cả xoay động chi sang về ăn quá tọt mọi miền cả thuộc đất tọt mọi miền cả vài tầm lái vài tầm lái tới mình chạy mà đủ tới vài tầm lái đất khơi tha à toàn màn ni tế dư chập đàm chặt chạy điệp chọn chặt chạy càng nghe tỏ tiệm cái điệp chọn chặt chạy khuôn anh cái cặp tỏ luôn hay chịu xét các con khuôn anh chẳng phê về lia chẳng việc bọc phương ca chẳng ca phục hợp phương cam càng nghe lặng lặng hay vừa sân chia crong vĩnh và ca chặt chạy crong vĩnh cái ta ca co sang để xa crong mà bây thì đi sân kiếp này crong này là ó năng hai bữa sinh này cá chặt chay nó ăn có phiền tính thì mưa từ lưới ra chân là sầm quan thì mưa từ lưới tập quan thì mưa từ lưới tập bạc cả bọc mực chẳng là cá chặt chay những miền bay chặt chay thuần ánh chặt chay cống nâng chặt chay ăn phiền chẳng là đấy cứ chỉ cá điệp trong chặt chay chẳng này đặt non tặng ó cá chặt chay cống nâng sầm khăn à ta cách ca như để dựng thừa nâng miền cùng nó luôn dạng mách hay trống như là nó trống hay khá hay ta nè đại dương một câu thiệt cái áo nó gọi miền sức sở đấy phiếp không ca sẽ nhảy chặt đi mà ta có nâng kẹo quan ca chặt chạy kẹo quan ca chặt chạy chân nhầm tư mà chọc môn sân tới ồ nì ca chặt chạy vì miền bày ở hình gì mà nhá cá chặt chay mầm nâng không cá chặt chay hoặc luôn là bị nứt bởi lưỡi cá nghe cống kể từ kể miền vào tục khăn lưỡi bay chừng thì mỗi giờ thực tác cách ca để dân từ đại kể từ nó cùng nó rung dạng này ta không cống để từ nó miền là nụ cống ấy lại à nụ cống muốn nó thử ấy ta không cống được à nụ cống thì mùi nó miền trở lại phía ông ca sẽ nghe cái ca miền sài gòn ta sẽ cái chợ này, đây cứ chỉ chấm mặt chấm khán, rồi sân ba miền ca chợ bình chán, cứ chấm mặt trong cõi miền này thà dương phải lo chịu thì họ chịu đủ, vậy chụp chí non om để thử thế, to đến đá mình chơi chỉ một bộc lực, đòi chụp ai về khác là bị squall bộc lực bộc lún, dương rõ là chịu thì hó chịu lùa rõ chịu lùa ó thầy cặp đầu thì hó nấy ai thì miền cà pa pa pi sầm đây anh cướp pi sầm đây và dưỡng cứ chia pi sầm đây bằng miệng đặt nó chúng mày cách cha này đi chẳng là trong lực lang vọt này này cách cha nghiệp một phần đấy vậy ơi này ông mới ai miền sầm búa với sỏi top từ năng cho mình nên chúng ta đẻ tôm thì mình cố cả đi mà xong chơi như thế này kêu miền cầm rù vị trí xa bài chân này bật không được rồi cầm rù vị trí xa bài chân này bật rưu thì sao bạn chưa được đặt mạch miền rưu rưu tiểu ho nông cùng hiên rưu bài bọt vì thì chân này vẫn đặt đó cả thứ thèm ca rưu cả cật bài chân này vẫn đặt đấy chứ miền thì mình đối chuyện mình miền rưu thì bắt đấy cả cật bài chân này vẫn đặt nữa cứ dân cật cật lười lại mà chụp hành khán đó nè bạn nâng à ủ thì họ dường thưa cách càng nghe mũi dường kinh tật thương mắt tâm bệ vì lưỡng à vì là ó cho nãy tách nế cho nô ban cho nãy thôi chẳng á như cao cho nãy bị đặt đại ủ thôi chẳng à lấy ông mà đại dường chia mà cha hồi dường nhà than mũi ta dường thời cho nãy đặt hàng là bao dường nhà mắt tâm bệ ở miền phía đại tiền thôi chẳng vì không nên chia vì không nên chia xem phong cùng ruồi đấy vận tải vì chia ca cho này vẫn được ruồi là mấy tẹt tim phiêu rồi bỏ gì cũng thôi chẳng á
xong bây giờ cả hứa tí tăng xong mẹ phụ hợp chìm cam nữa có vị trí cả chân này bật này nè bỏ mạc ra còn nít lại nữa bạn bạn tôi bạn bạn ui bị hò bà dương bạc hàng cà phê muối và cả lại nâng ọt miền Nam mau từ cà phê phóng hàng cà phê mà chân nhà Nam mau tình dương nè nó chỉ cả chân này bật đấy bằng toàn nên lại nè và toàn bạn rồi những cái chân này vật đất đấy và cả kịch đời chân này vật đất cả phơi đời chân này vật đất nè nè thời trước chân này u từ hoa thảo bình dương nơi không ăn gặp hiệp muối dương còn mong xong vậy đấy xây xây bị kia mà bởi dương tự tinh kế dương pra một số bài bảo dương khát phê về lý ông lưỡi chán thưa đập nào của thế nào chắc bởi xin dương trên này đất hai dương cầm món kê tạo online như thôi chứ nên trên này đất ở tích đó và anh trên này bởi đất đang cặp thôi đi cặp thôi hắn đi phê mà xong chưa nhìn đi tới đấy anh mong bong cho tụi mưa thèm á nè cho tụi mưa thèm tới giờ chụp mi sọc ra cào tiệt lại nữa nè sân chim miền nè chẳng hết bác nhưng cái thai dương là món đó phê sầm ra món mà mình dùng lúa xong chưa nhé bọt miền tế trăm tất cả ba lúa xong rung khăn là khổ xong chui tụi đẻ mê riêng nó khổ ăn tụi ăn mặt tháng của bạn thế mê riêng nó không áo ấy bạn là nhông hiệp tròi đi sân cung là hối vậy nè nhưng thời ca hiệp trong viên tích kiệt này có tùy hàng khỏi ở đây trong mỗi trong ban nhỏ như này chẳng ai nè vào bóng chụp khi sập ra cái đầu thì chẳng ấy dương bao bay là tí tiết này bên này ở đây thế dương trên môn vẹn vòng tí đó ở đây thế của dương tăng pi ni máu nè tăng vòng pi máu ok nhưng mà anh cứ xin xin còn bị hiện đau mau còn đang ăn đi còn bị hiện lơ rồi cô cô bị hiện lơ ăn đi nhưng mà bị hiện này lơ ok còn thêm ao lục rù còn chết thêm tiệp vụt thi ở tiệp vụt thi thêm toàn tiệp tất ở đây tính tiệp cùng ở sọ ở tiệp vụt thi mình chắc ngày thở ấy tính tiệp lục tiệp vụt thi cùng ở sọ gọi là thay em chờ tiền của ớt sọt dẹp vậy anh em đấy tịch tiết gặp ớt sọt tháo ấy cô gặp chả tiền lục khổ à mỗi bộ có cho mình có vừa gọi là tay tạo bộc lực bọc nhầm nừng này có được cái xô mục nghĩa chẳng ấy thấy ấy được không chờ lắm cả thư ca này cứ xung nghĩa bằng tiền một thí chẳng ấy mền ấy này làm gì chẳng ấy tôi mền đây lúc khổ cả thư ca này cứ xung nghĩa hay năng ơ ra là không được bà chẳng ấy ơ ra năng thở lúc khổ là năng ấy xung một nghĩa đó còn được xung một nghĩa gặp khăn còn được xung một nghĩa ok và còn được bụi nhung mà trong mà nạt nó nhung score còn mấy chùa có tất cả score nhung mà ok chân bong bong dương sự nghiệp bản năng cho dương à chụp mi sập ra cào nhé bong bong tôi cùng với sáng dương với chào bản năng bạn bạn ở quân trang được rồi bọn đây ok ok quân trang được rồi bạn 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 quân khu chỉnh tiêu được rồi.